Vô phất phơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Ý chết cha gai nhọn làm tai máu ào ào. Xui quá mà. Không có đứa nào chăm sóc Tết nhất tới nơi rồi chứ phải. Tía. Tía. Gì đó. Con gái. Nói chuyện nói đàng hoàng coi. Tía nghe điện thoại đi, hai gọi về nè. Hai nào? Trời ơi chị hai. Ủa vậy hả? Nghe đi. Alo. Con hai hả? Trời ơi. Cả tháng nay nè, tía điện bay mà bay tắt máy hoài, làm lo gần chết. Tía. Có chuyện gì không con? Khỏe không? À, ôn thi hả? Ừ, ráng cố gắng thi cho tốt nha con. Mất sóng hay sao nó cứ gầy giật hoài à. Ờ. Tía, con. À, cái gì? Đóng đó, nó mất sóng nữa đó, nó giật nữa. À, đóng tiền học hả? Đóng nhiêu? Thôi được rồi, để tía nói con Đào nó gửi. Ta nước cục chứ không phải mất sóng. Để tía nói con Đào nó chuyển tiền lên. Ừ, vậy nghe không? Cái gì? À, rồi, tía biết rồi. Vậy cúp máy đi chứ để tốn tiền nha. Tía, trời con kiều hoài mà tía không cho con nói câu nào hết trơn à. Tự nhiên cúp máy luôn. Tụi mày muốn nói chuyện với chị hai mày hả? Tía có cho con nói đâu, làm con kiều quá trời luôn. Lát điện lại. Tía này thiệt tình. Tía. Em, gì? Lâu quá à, tía con mình không có lên thăm chị hai. Tía nhớ chị hai không? Chứ con nhớ quá trời luôn á tía. Tía. Nhớ chứ sao không nhớ. Ủa, chị hai gọi điện về hả? Gọi về nè. Mà tía dành nói hết trơn, có cho chị em mình nói tiếng nào đâu. Tao dành rồi nào. Mày đem ra mày sắn trong họng tao mà mày bắt tao nói mà. Thiệt cũng nhớ chị hai mày ghê. Cả năm trời nó không về. Thì giờ tía lên thăm chị hai đi. Sẵn cho chị hai bất ngờ luôn. Đúng rồi đó tía, con thấy vậy được á. Tía, con cũng nhớ chị hai nữa. Mình đi lên Sài Gòn thăm chị hai đi tía. Ý này hay nè, nhất cử lưỡng tiện. Sẵn tía đem tiền lên cho nó luôn, khỏi mà không gửi. Tía, vậy cho con đi với tía. Ừ, đi hết. Mà không được. Ủa sao vậy tía? Tết nhất tới nơi rồi, cái dựa không ai coi. Đi hết trơn rồi cha ba cha con đi. Giờ sao giờ? Không ấy, dạ, chị không đi em tới nhà đi. Thôi chị nhường em đi. Thôi, chị nhớ chị hai nhiều hơn. Nhưng mà em nhỏ mà, nhường bây em giờ quánh đi. Tù xì nè. Đứa nào thua ở lại coi nhà nha. 1, 2, 3, tù xì. Chị thắng rồi. Ê, kỳ vậy? Ai biểu, ai làm chứng. Chị không biết chị. Đứa nào thắng đứa đó đi. Còn thắng rồi tía, vậy con đi chị cho mày tía. Đi, ừ. Tía, vậy con vô con quơ đồ, con gom hết đồ cho tía nha. Gom chi cho nhiều. Gái con lứa đi 2 ngày có 2 bộ thôi. Mày gom tía 6 bộ được rồi. Trời. Đi Sài Gòn mà phải cho tía ăn diện chứ. Buổi sáng bộ, trưa bộ, tối bộ đó. Để cho người ta thấy mình ở dưới này khá giả. Còn cho tía 10 bộ luôn. Hay quá, khuya ta bận 2 bộ. Con này nó hiểu ý tía. Tía. Gì? Sao nhà này lật mặt nhanh quá tía. Tráo trở quá à. Mày nói vậy là mày chửi tao hả? Không có, con nói chị Đào kìa. Nãy rõ ràng kêu hả, ai thua ở nhà. Cuối cùng chỉ ra cái kéo mà chỉ đòi đi là sao. Mà tía cũng binh nữa. Binh cái gì, con ở nhà tía yên tâm hơn, hiểu không? Tráo trở mất sống. Trời đất ơi, ai giống con cha hai lợi quá vậy. Nhìn mà thấy giống con mẹ nào đi chợ mà ai về. Bác hại chứ ai tía. Trời ơi. Ủa con cái ở đâu mà không đi chợ để anh ta xách nách mang tội nghiệp quá vậy. Dạ con chào bác hai. Trời đất quỷ thần ơi, coi tội nghiệp không. Đó mày thấy chưa, sanh chỉ cho một đống con gái. Rồi bây giờ không nhờ giả gì được gì đâu. Bởi ông bà mình nói một câu này hay lắm. Nhất nam giết ngủ mà thập nữ giết vô. Mày hiểu không? Là sao tía? Là ổng sanh cho một chục đứa con gái mà nó vô dụng, không giúp đỡ đỡ đần gì được hết. Xin chi cho dữ rồi khổ. Đi chợ rồi phải tự đi mình ên, rồi sách đi từ xa tưởng bà già nào không à. Thôi được rồi tía ơi, tía kỳ quá. Cái gì? Bác hai ổng đi rồi. Đi với tao nói cho chả nghe chứ, nghe không được. Nói nãy giờ tía nói con nghe không à. Mày nghe
nghe nè, mà mày thấy không, cái gia đình mình, cái đình mình đẻ một mình con thôi, nghe không, là đủ hết, một mình mày thôi là ngon rồi, nghe không. Chả coi nè, mơi mốt mà chả chết á, đâu có ai mà chống gậy đi lùi, nghe không. Nhưng mà nhà mình có tía, mà có mệnh hệ nào hay má mà có mệnh hệ nào á, đã có con chống gậy đi lùi đã vui ha. Con thấy không có gì đâu vui á, tự nhiên nó nói người ta làm chi. Con thấy tía nó bắt hai kỳ cục quá, tự nhiên người ta đi về đã rồi đứng ở đây nói mình. Thôi tía nói mình đi, con đi về trước à. Mày đứng nói chuyện với tao à, nhà mình ở bên rồi, bên ai vậy mày? Con về trước. Mà về trước cái gì, tía mày đang nói chuyện với mày, mày bỏ mày đi à. Hả mày, mày đứng lại. Đô La, mày không chờ tía hả? Đô La. Thiệt, đúng là thù triều kiếp, né mấy cũng không được, hoàng gia nghiệp chướng. Ủa tía, tía đang nói ai vậy tía? Tía mới về. Còn ai trồng khoai đất này, nói cha ba đĩa cho ai? Trời, tưởng ai, tía cũng biết rồi. Tính cha ba đĩa này á, cả làng cả xóm này ai cũng biết ổng vậy, chấp chi cho mệt vậy tía. Mà tao ghét đứa đàn ông gì đó mà nhiều chuyện, ăn rồi cứ đi theo to hoài. Tía nói thiệt với mày hả? Không nể tình làng nghĩa xóm á, tao dọn cho mặt trả đâu. Thôi thôi mà tía, tiêu miếng nước cho hạ nhiệt đi tía. Kệ ổng đi, tía chấp làm chi. Người ta nói á hả, quân tử mà đâu có trả thù đâu, phải không tía? Tía, tía, tía tìm đâu ra con gà đảo vậy tía? Để con coi nữa. Trời, con này ham ăn ghê luôn á tía. Trời đất ơi, toàn là mấy món chị hai thích ăn không à. Đúng là không ai hiểu chị hai bằng tía hết trơn á. Nói tầm bậy, con cái của tao đứa nào tao cũng hiểu ý hết trơn hết trọi á. Không hiểu ý đâu làm tía tụi bay. À mà nè. Dạ. Tuyệt đối nha, giữ bí mật, đừng có cho chị hai bay biết tao với chị ba bay lên à, để cho nó bất ngờ chơi nha. Dạ con biết rồi tía. Xém đuôi con mắt rồi thấy không? Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà hai cha con người đi trước người đi sau mặt chậm chậm đóng? Chuyện gì vậy ông? Chuyện gì vậy? Tổ bà cái thằng. Sao chửi nhỏ? Tía nó không bình. Nó bình người dân nước lã không? Ghét. Không biết hồi xưa có bầu bà có tơ tưởng ai không? Mà sanh nó ra bây giờ nó không giống tôi chút nào. Nói gì mày lãng giang à? Tôi nghe, tôi nói thiệt với ông nha, tôi đàng hoàng nha. Chứ phải như cái loại đàn bà lăn loạn rắc nết nha. Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì mà xỉu à tôi là sao? Thì gặp quỷ hay lợi. Rồi sao? Gặp nó là tôi mới ghẹo nó. Tôi nói trời ơi mày sinh ra làm chi một bầy vịt trời, là không có đỡ đần giúp đỡ gì mày hết. Vậy thôi mà nó không binh tôi mà nó đè vô nó binh ta. Thiệt tình sao mày ông vô duyên quá đi ông ơi. Tôi nói thiệt ông á, ông đàn ông mà sao ông... Trời ơi, người ta nói đàn bà nhiều chuyện mà ông đàn ông nhiều chuyện gấp mấy lần đàn bà nữa. Vậy mà nói tôi đàn bà hả? Cái đó là ông nói đó. Vô duyên chuyện của thiên hạ, chuyện của nhà người ta kể người ta đi. Chăm chọn chi vậy, làm mất tình làng nghĩa sớm. Gặp tôi cũng bận, đừng nói anh Đô La. À... Thì ra trong đầu bà còn nghĩ tới cái thằng đó, đúng không? Đúng không? Thôi, mệt quá đi. Tôi nói thiệt với ông á, ông bớt cái tánh mà soi mói chuyện thiên hạ đi nha. Làm ơn ăn ở có đức đi, để tích phước sau này cho con cháu nó nhờ, hiểu chưa? Bà, trong đầu bà vẫn còn cái hình ảnh cái thằng ốm đó, đúng không? Đúng không? Bà binh nó, bà không binh tôi, đúng không? Mệt quá, không nói chuyện ông nữa. Nè, nó trúng tim đen rồi phải không? Trúng tim đen rồi. Tôi nói thiệt với ông á nha, ông đừng có hở mà một chút là ông đem cái chuyện xưa, thiệt là xưa ra ông nói ha. Tánh tình của tôi, lòng dạ của tôi thì sao? Trời biết, đất biết, tôi biết, không cho ông biết. Được chưa?
Ngồi nè, lặt rau muống đi. Thấy chưa? Ngồi thấy đó, lặt rau đi. Vợ con mà đang nói chuyện bà bỏ. Ui cha. Thiệt tình, cuối cùng tôi không ai bên hết. Có cái này nè, còn không bên tôi nữa. Trời ơi, nắng quá, tía ơi. Có xe kìa. Ê, nè. Rồi, đi Sài Gòn luôn. Đi. Rồi, lên xe. Lên. Rồi, Sài Gòn luôn nha, lên xe. Lẹ lên xe. Trời ơi, chạy rồi kìa. Từ, có mày. Trời ơi, lẹ lên còn đón khách nữa. Đi xe đò chứ bộ đi xe lâu vậy hả? Nhiêu tiền? Bây giờ người 150, hai người 300. Ăn cướp người ta hả? Trời ơi, xe đời mới đầy đủ tiện nghi luôn á. Trời ơi, có máy lạnh rồi luôn á. Mới ông nội mày nhìn cái chữ là hết muốn đi rồi. Cà Mau, Kiên Giang mà đi. Cái chữ là do đề can nó dán như vậy á. Chứ xe là xe đời mới, ở trong nhìn vô là bao luôn. Thôi giờ hai người 150 đi không đi thôi. Thôi, cha đợi chiếc sau đi cha. Bye bye cha. Ê, tới luôn. Ê, dạ, đợi chú. Ê, kêu làm cái gì? Xe nó vắng tanh đi như cái chùa Bà Đanh vậy á, nó chạy cầu 80 vòng còn chưa đi khỏi cái xứ mình á. Tía, trời tía ơi, nắng muốn chết luôn mà tía trả giá người ta hoài luôn rồi, chừng nào mới được đi? Trả giá chứ sao không trả giá? 300 ngàn bộ nhỏ lắm hả con? Hay đi xe đò chứ làm đi trực thăng. Thiếu gì xe? Lo gì? Tía. Gì? Nắng lắm rồi tía. Một lần cuối nữa thôi nha tía. Xe lần này mà tới nữa, tía trả giá nữa, người ta bỏ đi nữa là con đi nữa luôn. Mày đừng có nói cái giọng đó với tao nha. Cái gì nó cũng phải vừa phải thôi. Cuộc đời con không biết đâu. Nhiều khi người ta thấy mình nhà quê á, giờ người ta chặt chém mình. Mình phải biết để mình đề phòng chứ. Mày nắng bộ tao không nắng sao? Háp già hết. Thôi con che đi. Ủa mình đón xe đi đâu vậy? Sài Gòn. Mắc mớ nhìn hướng này. Phải nhìn hướng này chứ. Quên nữa. Đến nơi rồi chú. Ở đây hả chú? Dạ. Bao nhiêu? Dạ 30. Trả hai xe luôn nghe. Hai xe luôn hả chú? Hai xe 60 hang. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cho tôi lấy cái giỏ. Dạ. Đây tiếp. Cảm ơn hai chú. Dạ. Có phải địa chỉ này không tiếp? Ủa cái địa chỉ này in như là công ty mà. Nhưng mà đúng rồi. Lê ơi. Tía, hình như trong này nè. Tía. Lê ơi. Hai ơi. Lê ơi. Chị Hai ơi. Kiếm ai mà đứng đây la nói ôm sợp vậy hả? Chào bà chị, tôi kiếm con tôi tên là Lê. Lê? Ở đây không có lê, lụ lá cạnh vậy trơn á. Lộn nhà rồi. Ủa? Sao lộn được? Cái này cái địa chỉ mà sao lộn được? Tôi đã nói là ở đây không có cái con nào tên Lê hay là tên Lũ gì hết trơn á. Ông lộn nhà rồi, đi kêu khác đi. Bà bên mé công ty mắc mớ tới cái nhà này. Lê ơi. Chị Hai. Trời đất ơi. Chị Hai. Lê ơi. Chị Hai. Hai cái người này. Công ty á là nhà của người ta, còn nhà tôi á ở bên đây nè. Cái địa chỉ đây đúng rõ ràng mà. Nhưng mà không có ai tên Lê hết. Ghi lộn địa chỉ rồi. Nhà tôi không có ai tên Lê hết trơn á. Không có ai tên Lê cũng nói từ từ nhẹ nhàng thôi. Đàn bà gì đâu mà giữ như cọp cái vậy. Sao không giữ được? Mấy người đứng ngay nhà tôi la lối ôm sợm à. Tôi nói chuyện với bà nghe. Ai mà lấy trúng bà cũng xui tám đời. Hả? Cái gì? Nhàn sắc cũng ổn định mà giữ như con mũi. Ông nói lại nghe coi cái cha già mắc dịch. Ai làm vợ ông giả hả? Cũng vô phước. Đồ cái mặt, mặt cả mái. Dì Mai. Thiệt là bực cái mình hết biết. Dì Mai uống nước nè. Ủa sao vậy dì?
Tự nhiên có một cái thằng cha mặt mày y như cái người cõi trên vậy. Tới cửa nhà dì kêu réo ôm sòm làng xóm hết trơn vậy đó. Gì kỳ vậy? Nhà có chuông sao ông bấm tự nhiên kêu ôm sùm vậy? Thì bởi vậy mới nói. Thời buổi này tự nhiên có một ông già còn mặc đồ bà ba nè, mang đôi dép Lào nữa, mà còn đập cửa ôm sòm nữa. Vì ra vì la, ông còn rủa gì nữa chứ? Rủa gì luôn? Ông rủa hả? Ai mà lấy bà hả? Thúi hẻo cả đời luôn á. Trời ơi. Sao đàn ông gì mà kỳ cục, dám nói phụ nữ vậy thiệt chứ. Con nghĩ chắc cái người đó dưới quê lên đó dì ơi. Chứ sao mà thời buổi này mà lên đây mặc bà ba mang quốc mộc? Kỳ cục vậy? Đúng là kỳ thiệt. Alo chị nghe nè. Địa chỉ hả? 229-223. Em cứ hỏi đường. Alo. Trời ơi, gì kỳ vậy? Đang nói tự nhiên cúp ngang à. Nói gì cũng biết nữa. Tự nhiên nó hỏi con địa chỉ nhỏ em gái con. Dì Mai. Em. Anh. Anh mua bánh kem sinh nhật em nè. Thôi dì Mai đi. Thôi, hai đứa nói chuyện tự nhiên đi. Dì đi về. Dì Mai chơi chút rồi vậy. Thôi, về. Trời, sao tự nhiên anh tới sớm quá vậy? Anh làm em ngạc nhiên quá. Em cứ tưởng đâu là anh có mời bạn bè này kia nữa chứ. Đúng rồi. Năm nay anh không có mời bạn bè như những năm trước. Tại vì đây là lần sinh nhật cuối rồi. Tại vì sắp tới anh đi nước ngoài du học rồi, không có nhiều thời gian cho chúng ta, nên mình làm sinh nhật ở phòng thôi. Anh muốn không gian riêng cho hai đứa nói chuyện. Vậy là giấy tờ thủ tục anh làm xong hết rồi hả? Sao mà nhanh quá vậy? Chừng nào anh đi vậy? Nếu như không có gì thay đổi thì cuối tuần này anh đi. Trời, sao mà gấp quá vậy? Sao mà... Anh không cho em biết trước gì hết giờ. Em an tâm đi. Bây giờ thời buổi công nghệ mà, qua tới bển anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em nha. Vậy ha. Để anh mở bánh kem ra. Tè tên. Dễ thương không? Cái con này á là anh nè, con này là em. Cái này là anh lửa hả? Em có thích không? Dạ thích. Chết rồi. Anh không có hút thuốc nên không có hộp quẹt. Thôi kệ đó đi, mình tượng trưng thôi. Rồi bây giờ em ước đi. Thổi luôn. Thổi đi em. Chắc là cái sinh nhật này em sẽ nhớ dữ lắm. Đây nè, cuối cùng cũng cái nhà này nè. Quỷ này. Vậy sao mà cùng mẹ già chủ vậy? Nhà này khó ưa. Chữ rồi đi vòng vòng bây giờ mới tới. Kêu chị Hai bây coi. Hai ơi. Trời. Hai. Lê ơi. Hai. Ai vậy? Lê. Ai kiếm nhà này vậy? Tía em. Vô. Lê ơi. Nhanh lên.
lên, nhanh lên. Tía em. Ở đâu? Nhanh lên, nhanh lên. Hả? Còn đôi giày nữa nè anh. Bộ đồ nữa nè. Chị hai, chị hai. Trời, tía, tía, vô đây nè tía. Mày ngủ à sao kêu quá trời quá đất à. Dạ con nằm chơi. À, ủa sao tía lên hồi nãy tía nói con biết hết trơn vậy? Để con đón tía. Ôi đón đưa cái gì? Mày đưa cái địa chỉ cái ta lên tới à. Dạ. Trời chị hai nói nghe nè. Em nhớ hai muốn chết luôn vậy đó. Chị không nhớ muốn chết à, lên mộng nói tiếng nào hết trơn vậy? Vậy mới là bất ngờ ha tía ha. Rồi lên là bất ngờ. Dạ. Mày gặp con mẹ chủ nhà khó ưa. Chứ không thôi là tao tới nãy giờ rồi, đi vòng rồi tao cuối cùng cũng về cái nhà này. Địa chỉ này luôn chứ bộ. Bà quỷ sứ gì đâu. Vậy là chắc mệt lắm ha tía ha. Ôi sao mệt đuối. Nếu vậy thì mình đi ra ngoài kiếm gì ăn đi tía ha. Ồ phan đã, người tao nó hôi như cú rồi, để tao đi tắm rửa cái coi. Em cũng vậy á. Vô cái tía. Nhà tắm nè tía. Khoan, tía tắm đi tía. Cái nhà tắm này nó bị kẹt. Cái ống nó bị nghẹt mất tiêu rồi. Bữa giờ con phải xài ké nhà kế bên cạnh á, nên tía với em đi qua bển đi. Con dẫn đi cho con quen hết á, con nói tía là tía con là được. Thôi, khỏi đi. Mắc công lắm con ơi. Bây giờ mà qua nhà người ta tự nhiên mới lên không biết ai vô ai, tự nhiên đi qua tắm nhờ kỳ cũng chết. Trời, con quen hết luôn á, con nói nhờ tiếng là người ta chịu à. Thôi nhưng mà tao ngại. Thôi được rồi. Khỏi tắm cũng được, để tía rửa mặt. Rửa mặt xong rồi mời ăn tắm. Tía, cái vòi nước nó không chảy được luôn. Sao nghe Sài Gòn là hiện đại dữ lắm mà sao ống nước cũng hư mà vòi nước cũng hư. Dạ. Bởi cái con mẹ chủ nhà hắc ám này không chịu sửa chứ cái gì đâu. Thì nói chung là mình ở cái nhà, cái tiền sao á thì cái chất lượng phòng ốc nó tương xứng với như vậy đó tía. Cho nên bây giờ con nghĩ tốt nhất là mình đi ra ngoài, mình kiếm gì ăn xong mình đi vô cái nhà hàng nào á, hay là cái quán nào á, cái mình nhờ mình rửa mặt. Thôi, để tao vô tao sửa. Ba cái vụ ống nước này đơn giản thôi chứ có gì rồi đâu. Dạ tía ơi, để tao sửa cho. Giờ không có ai, con cái... Đi, đi vô sửa cho. Tía... Mày sợ cái gì, mày sợ tía mày cực nữa à. Không sao đâu, để tao sửa cho. Dạ thật ra thì dạ thì để ta. Ủa thôi mệt quá. Ủa chào chú. Ai đây? Tôi sửa rồi. Trời ơi, tôi thân gái chân yếu tay mềm vậy nè mà bắt tôi sửa ống nước. Thôi giờ xài đỡ được rồi, mai thư nữa thì tôi qua về nha. Tôi về, con về nha chú. Cảm ơn nha. Cảm ơn Hồi nãy tao với mày vô đây. Dạ. Là chị hai mày nó mới tắm xong. Dạ. Rồi tao đòi vô trong này. Nó nói là ống nước với ống cống bị kẹt. Ủa vậy cái con 3D mà sửa ống nước đó nó ở đâu ra? Nó biến vô đường nè. Gì kỳ tế. Chắc có chuyện gì mờ ám rồi. Em đưa tía vô rửa mặt đi. Thôi tía ơi, mình vô mình rửa mặt rửa đi mặt tía. Khỏi cần đưa, tao tự vô. Tao tự vô tao rửa mặt, không cần đưa. Rửa mặt thôi mà. Trời ơi, lên xong đó chị biết. Tía muốn mua cái gì cũng có hết á. Bên kia là gì dạ, vậy? Bên đó là sân bay. Mình đi một vòng qua bên đó một cái là tới sân bay liền luôn á. Anh cướp. Ủa chắc nó chạy đi đâu hả?
Ăn cướp đâu rồi? Nè, anh đi chung với cô gái lại đúng không? Bóp nè. Cảm ơn nghe. Anh giữ cô ta lại để em kêu công an tới bắt nó. Cái gì? Em nói gì vậy? Người ta đã dí theo tên cướp lấy lại cái bóp cho em rồi. Em nói chuyện gì kỳ? Không cảm ơn người ta thì thôi chứ. Mấy người kỳ quá nha. Người Sài Gòn gì đâu á, người ta giúp đỡ lấy lại cái bóp cho, không có mơ mà còn còn bày đặt vu khống cho người ta. Cái gì? Anh mà tin cô ta hả? Em rành mấy hạng người này quá mà. Thấy người ta lấy lại được á hả, thì giả bộ trả lại, còn không thì lấy luôn. Nè, cái cô kia à, tôi giúp cô lấy đồ cô lại mà nói gì vậy? Tôi xin lỗi cô. Em đừng có quơ rủ cả nắm như vậy có được không? Không cảm ơn người ta thì thôi, còn nói chuyện cái kiểu khó nghe vậy nữa. Thôi, em về trước đi. Để anh cảm ơn người ta. Đi đi. Nhưng mà đi nhanh đi mà. Anh gì mà kỳ cục chết thiệt. Rồi trời ơi, đây là đâu vậy trời? Cô ơi. Hả? Tôi xin lỗi nha, do bạn của tôi nói chuyện không khéo lắm, cô đừng có giận. Nè, không cần phải cảm ơn, không cần phải xin lỗi tôi gì hết á. Anh làm ơn làm phước dẫn đường cho tôi về chỗ nãy đi. Nè, cái tòa nhà hồi nãy đó, cái nhà bự thiệt bự mà bán đồ quá trời đó. Chỗ tía tôi đang đứng ngoài đó kìa. Ủa, cô không phải là người ở đây hả? Tôi nhìn cô chắc là dưới quê mới lên phải không? Sao anh biết hay vậy? Ê, làm ơn chỉ đường tôi về đi. Chết rồi, đây ở dưới quê mới lên, không biết đường xá gì hết mà dám đuổi theo tên cướp luôn. Cô không sợ hả? Chứ sao, ở dưới quê mà nó gặp tôi mà nó dám cướp kiểu đó hả, tôi đập té khói luôn á. Ghê vậy. Chứ sao. Bây giờ cô có thể cho tôi số điện thoại được không? Để có gì tôi gọi cho cô để cảm ơn cô. Nè, người Sài Gòn ngộ quá ha. Hả? Ngộ gì? Tôi với anh đâu quen biết gì nhau đâu, đi xin số điện thoại tôi à? Tính làm gì hả? Cảm ơn báo đáp bình thường thôi chứ có làm gì đâu. Hai đứa đi đâu mà lâu dữ vậy không biết. Bây giờ tôi phải liên lạc với tía tôi làm sao chứ không thôi tía tôi chờ chết luôn á. Tôi có điện thoại nè. Cô có nhớ số điện thoại của tía cô không? Biết. Nè. Cảm ơn nha. Trời nãy giờ mà anh bấm sao vậy? Tôi đọc số anh bấm đi. Rồi cô đọc đi. 012 12 345. Rồi. 1212. Rồi. Tên rồi hả? Alo. Tía ơi tía. Mày đi đâu vậy? Đứng im nó đi rồi tía tới liền. Dạ nhưng mà tía. Alo tía. Trời chưa nói đâu mà trời. Ôi trên mẹ nó đứng đâu? Trời đất ơi. Ơi. Nó cầm cái điện thoại luôn rồi. Để tôi bấm lại cho cô nói. Trời tía này thiệt tình luôn á. Nè. Alo. Sao không ai bắt máy vậy nè? Ủa anh bấm đúng số không vậy? Thì vẫn là số đó mà. Chết rồi. Ủa tía mới nói chuyện với tôi xong mà. Chắc là xe cô ồn ào cho nên tía cô không nghe được. Hay là biết đâu tía cô đã về nhà rồi không chừng. Không có đâu. Tía mới vừa nói với tôi là tía kêu tôi đứng yên tại chỗ đi, tía chạy lại với tôi liền mà. Ủa mà sao tía thấy được tôi đang đâu? Thôi bây giờ vậy đi. Tạm thời mình đứng ở đây đợi tía cô khoảng một tiếng nữa ha. Nếu như mà tía cô vẫn không tới nữa thì mình tính phương án khác, được không? Nè, cảm ơn nhiều nha. Cô có khát nước không? Mình ra ngoài kia uống nước đi. Thôi, tôi phải tự thủ ở đây, tôi đợi tía tôi mới được. Nếu vậy cũng được, vậy để tôi ra tôi mua nước cho cô uống nghe. Cô uống đi. Cảm ơn nhiều nha. Ừ.
Chị Mai ơi, chị Mai. Trời ơi, cái điện thoại đâu rồi? Cái gì, cái gì? Chị Mai, có chuyện gì? Chị Mai, chứ không về chứ gì Mai? Tao không có thấy tía bay, mà tao thấy mấy cái đống phân gà thôi hà. Chết rồi, tía con bị lạc rồi. Hả? Tự nhiên đang đi vậy đó, cái con đào nó chạy đi đâu mất tiêu. Cái con chạy theo tới lượt con quay lại, tía con mất tiêu luôn. Tía, tía. Gì vậy? Tía đâu? Ủa? Ủa tía đâu? Chị có biết đâu, chạy theo em đó xong rồi tự nhiên cái lạc em rồi bây giờ lạc tía nữa. Ủa, chứ em tưởng tía đi với hai mà. Chết rồi dì Mai, giờ sao dì Mai? Ủa vậy? Tía. Bây giờ mình báo công an hay sao hả dì Mai? Thôi. Bây giờ tụi bay đừng có đi tìm trời nữa ơi, đi nữa là lạc nữa. Mà cái cha già này chả lanh lắm, thế nào chả cũng tìm được đường về hả? Cái đất Sài Gòn này nó rộng mênh mông, tụi bay biết ổng ở đâu mà tìm. Trời, không được đâu, để con đi kiếm tía con mà. Thôi bây giờ dì nói nghe nè, hai đứa bay ở đây chờ. Nếu mà đêm nay ổng không mang cái xác của ổng về á, thì mai kêu công an kiếm. Trời ơi, khỏi cần kiếm, khỏi cần kiếm. Trời ơi, mừng quá tía ơi, đi về, mừng quá tía ơi. Tía đi đâu vậy tía? Lại đi kiếm bay chứ đi đâu. Về được tới nhà hết là tao mừng rồi. Mà sao tía, tía về đây bằng cách nào hay vậy? Trời, mày coi thường tao dữ rồi. Xin lỗi con, tía mày. Mặc dù ở đây là đất lạ thiệt, nhưng tao nhớ địa chỉ, tao leo lên xe ôm người ta chở tao về. Trời, tía hay thiệt luôn á. Đó, thấy chưa? Dì nói là thằng cha già này chả lanh lắm mà. Biết mà. Hết hồn luôn á. Tía, tía mệt không tía? Hay tía vô, con pha nước nóng cho tía tắm nha, cho khỏe nha tía. Tôi đi tắm đó. Thôi, tôi đi về. Lanh không? Chị thôi tía vô trỏng nha. Rồi tắm rồi cái đi ăn, đói bụng quá. Dạ. Đi ra đây. Ra đây, chết đi cho tía tắm nhanh lên. Lần này cho trái lợi tức chết luôn cho bà coi. Ủa, ba cha con đi đâu vậy? Tính đi ăn hả? Dạ. Trời ơi, bữa nay dì nấu nhiều món ngon lắm, mà một mình dì ăn không có hết. Mời ba cha con luôn đi, vô ăn chung với tôi cho vui nha. Cảm ơn bà, bỏ ra 100.000 đồng bạc ăn tràn bản họng. Có người bưng tới nơi, ăn của bà á, mất công bà xỉa xói chứ làm gì. Trời ơi, người ta biết vậy rồi mà. Nhưng mà người ta có lòng, đàn ông thì phải rộng lượng chứ. Con gái ông nó còn ở nhà tôi mà. Ông làm căng quá, dì cháu sao nhìn mặt nhau nữa, khó nhìn lắm à. Nghe, đi nha. Thôi vô. Buông ra, nắm tay nó rồi, nắm tay hoài. Ông không chịu thì thôi, để dì nắm tay con. Đi con. Thôi ra ăn đi tía. Làm như hàng chùa nắm hoài. Làm ngồi đi hoài thấy ghét. Tía ngồi đi tía. Ngồi đi con. Ngồi nha. Mời anh hai ăn ngồi. Ăn này là ăn miễn cưỡng á. Ăn bị ép ăn. Thấy không? Trời ơi. Nè, hai đứa thấy không? Có hai đứa làm chứng, toàn món ngon không à. Nè, tôi cất còn nấu thôi, nữa. Thôi đừng có kể nữa. Ăn đi cho để nó nguội. Ngồi xuống giờ là tính một bữa rồi. Ờ, à, vậy hen. Mời anh hai. Thôi đừng có giận nữa nha. Cứ vuốt hoài, tôi không có thích nha. Bữa cơm này xả dao mà. Hoài. Hồi nãy giờ bà xả bằng tay không chứ không có xả dao. À, xin lỗi. Xin lỗi, thôi ăn bữa cơm này bỏ qua xí xóa nha. Dạ con mời tía, mời gì, mời chị hai. Trời ơi, ngon lắm nha. Nè con, tụi con ăn đi con. À, nè. Dạ, con cảm ơn dì. Đây nữa nè con, ăn đi. Dạ, cảm ơn dì Mai. Ngon không? Thấy bà vậy á, mà cũng đảm đang dữ không? Nêm nếm vừa miệng á, mà gà này ngon à, giống như gà dưới quê tôi luôn á. Ừ. Ăn cái mùi vị y hệt. Ừ. Chứ lên trên này nhiều khi ăn á thấy nó cái gà nó bở rễ quá ha. Ừ. Này giống gà dưới quê nè. Gà dai phải không? Dai ngon á. Ngon phải không? Ngon. Đúng rồi tía, thịt dai ngon dễ sợ. Có biết tôi mua ở đâu không? Mua chỗ nào, bữa nào chỉ cho Lê nó mua. Dạ, mua đâu gì Mai? Ta nói trời ơi, đâu có cần phải đi mua đâu. Để tôi kể cho nghe nè. Tự nhiên bữa nay có một con gà ở đâu trên trời nó bay xuống sân nhà tôi. Rồi cái nó ị cho một đống. Trời ơi, tôi ghét quá đi. Tôi đem vô tôi trụng nước sôi luôn. Mà công nhận cái con gà nó mọc ghê vậy con. Thịt quá trời luôn á, gì đấu quá trời món luôn. Mình gì ăn đâu có hết. Cho nên mời cha con anh á qua ăn lấy thảo đó. Lê,
Mày về coi coi con gà còn hay mất. Nhanh lên, về kiểm tra liền. Thôi, đứng lại, khỏi tìm. Tìm chi cho mất công con ơi. Dì nghĩ là nó ở trên trời bay xuống thì giờ nó bay trở lên trời rồi. Cái gì? Ý bà nói con gà này là của tôi hả? Chắc vậy quá à. Con người của bà kỳ cục vậy. Tôi đem con gà lên là tôi để cho con tôi mắc cái trứng ôn gì. Ai mướn bà? Ai mướn bà xác tên nó? Bà giết nó. Thôi mà, cho tôi xin lỗi mà. Tôi đã có lòng rồi. Con gà này á, trước sau gì nó cũng chết thôi mà. Tôi đã cất công tôi làm thịt nè, tôi nấu cho ăn nè. Không cảm ơn tôi thì thôi á, chứ còn trách móc cái nỗi gì. Bà có lòng cái đầu bà. Đây là toàn thịt không là lòng bà lũm mẹ đó trời. Bây ăn đi. Sao gì à? Tía. Tía, tía, đợi con với tía. Tía. Tía, tía ơi. Trời ơi, đã quá trời đã luôn. Chơi được trai lợi. Cái trai gì mà thấy ghét. Dám nói là không ai dám lấy mình. Lấy mình là nghèo mạt hạn. Người ta đẹp gì. Đáng đời. Thôi giờ mình ăn cho nó đã. Công nhận. Đồ sáo nè. Đi. Thôi. Nè, hưởng sái. Rồi đi. Con heo nè. Đi đi. Tử luôn. Thua. Trời ơi, vậy mà bà còn thua mình nữa đó. Trúng đi. Trời, lẹ đi vậy? Trúng mẹ đi bà ơi. Ừ, 150. Tiền còn có nhiều sao đủ chung. 180. Từ từ đi để tôi đếm. Rồi 190. Tiền cái chơi vậy. Thiếu ngàn đi được không? Cái gì kỳ vậy? Đánh bài đem có nhiêu vậy bà? Thiếu. Rồi chơi tiếp đi. Còn tiền đâu chơi? Tiền đâu? Bỏ tiền ra đi chơi. Trời ơi, tôi thua quá, mấy bà cho tôi gỡ đi. Bỏ tiền ra chơi rồi mới gỡ. Trời bà ơi. Cho tôi mượn 1 triệu đi. Trời ơi, tiền đâu mượn bà. Đánh bài mà mượn tiền một xu chết bà ơi. Tin gì đâu quá. Mượn 700 đi. Thôi bà có tiền thì chơi, không có tiền thì nghỉ bữa khác bà chơi. Này. Vậy bán nhà đi. Nhà gì tự nhiên đánh bài thua cái biểu bán nhà. Mượn 500. Thôi. Tiền đâu mượn. Vậy thôi mấy bà cho tôi thiếu bàn này đi chứ. Nãy giờ tôi có thắng bàn nào đâu. Thôi bà ơi, không có tiền chơi. Xui mà vậy đi. Mai chơi tiếp. Rồi không cho chơi hả? Bà xui rồi thôi nghỉ đi, mai mốt mà chơi. Mấy bà thiệt tình á. Mượn tiền cũng không cho mượn nữa. Tôi về tôi kiếm tiền. Tôi qua tôi chơi tôi luộc lại mấy bà nè. Vậy kiếm tiền đi rồi qua đây chơi với bà Sáu. Để bỏ qua liền đi. Kêu bà Sáu qua liền đi cho đủ tay. Mẫn. Mẫn. Nghe. Em. Đi đâu vậy? Đâu nữa. Nè. Anh mới móc được mấy con cua nè. Nè. Đem qua cho em đó. À, hay không? Móc con cua mà nó to y chang như con còng luôn, thấy không? Năng lực của anh thì tới đây cũng đúng thôi mà. Đấy. Vậy là dữ lắm rồi đó. Nguyên một đám cua đồng luôn á mà anh bắt được 5-6 con là dữ lắm rồi đó. Em nói giỡn thôi mà. Lần nào anh qua anh cũng đem quà qua tặng hết trơn á. Không lấy cũng kỳ, mà lấy cũng kỳ. Đó thì phải ăn cho bồi bổ vô. Bây giờ tía em với lại bé Đào lên Sài Gòn rồi. Phải có anh ở đây là người yêu mới chăm sóc cho em được chứ. Nè, anh nói thiệt nha. Phải vì tía em và bé Đào á đi 2 tháng luôn. Chi vậy? Đã lắm. Có gì đâu đã, ở nhà mình chán muốn chết. Thì cái nhà này là của anh. Không, thì anh quay thăm em hoài. Thăm hoài được hoài luôn. Chỉ. Với lại em ăn cho mập thay lên anh mới thích. Nghe chưa? Thôi. Nhà em là hả, thích cái phọt của tía em đó. Từ trên xuống dưới ai cũng giữ phọt vậy trơn á. Trời ơi, cái phọt của tía em thấy gớm à. Thiệt chứ. Cái phọt tía em á đi ra đường ấm nhát tôm dùm trúng gió nào tao không hay á. Anh. Sao được anh? Nói xấu tao mày. Hả, mày nói xấu gì tao đó? Dạ, dạ không có. Mày nói tao cái phọt về ra đường dễ trúng gió hả? Được. Xin lỗi, mày ngồi trên xe máy lạnh phà, tao vẫn khỏe như thường. Dạ. Con đâu có dám nói gì đâu. Dạ, con xin lỗi bác. Tao nghe hết trơn rồi. Ở dưới này á, mày móc hang cua, mày tặng cua cho nó. Giờ ở trên trển á, mày tự phóng tự tác, mày móc cái gì không biết. Mai mốt nó đem về nguyên cái trống là thấy mụ nội tao à. Dạ.
Con đâu dám làm vậy đâu bác. Con làm vậy biết mà con chịu không? Dạ dạ trời không ơi. Có không có không có dạ dạ con nói nếu con làm vậy làm sao mà mận chịu con. Dạ, dạ yêu nhau là phải trong sáng nghe chưa. Dạ giờ đó hai bác có trong sáng không? Thì lúc yêu á là trong sáng, còn yêu xong rồi cưới nhau rồi là trong tối không à? Dạ, dạ con đợi. Ừ ráng đợi đi. Dạ 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 con xin phép bác con về. Thôi về đi. Dạ về về cái đâu con về. Hey. Thôi đi vô. À mà ngộ nghe con. Dạ. Hồi nãy ngồi trên xe mà trên xe giường nằm không mà không ai nằm ngóc đầu vậy nhìn coi tao không. Dạ. Chắc tao đẹp. Hả? Mày cái mày. Tía. Gì? Sao mỏng dòm tía cho được? Tía dòm tía kìa. Mặc đồ tây á mà tự nhiên quấn cái khăn ở trên đầu à? Chưa thiếu. Chị hai mày mới đi dẫn đi làm tóc, tao sợ hư tóc. Còn nữa nha, coi kìa, tía mặc nguyên bộ đồ tây vậy đó, mà tía chơi nguyên đôi dép lào kìa. Dép lào ông nội mày. Bộ này hai quai là dép lào hả? À? Nè, bến thành của Việt Nam dép lào, xạo. Còn chưa hết nữa nha, tía, tía bận đồ tây á, thì tía đóng thùng cho nó đàng hoàng vô. Coi tía kìa, tía đóng thùng gì đâu mà kỳ cục à. Tổ cha mày chừng nào tao đóng vô cái nồi thì mày mới nói chứ đóng vô cái thùng mày cũng ý kiến hà. Đi vô. Đem cua vô đi nấu ăn đi nghe. Mày liệu hồn mày à. Gàn lắm nghe chưa. Thứ gì đâu. Ích kỷ. Làm như tao giật nợ luôn hay sao á. Mà xuống thiệt á. Rồi thua hết rồi đúng không? Mỗi lần á mà con thấy má đi từ ngoài đi vô á mà má là con biết má thu tiền rồi. Hết tiền rồi hả? Làm gì có tiền nữa. Nhiều má lấy mới đi đến bài hết rồi. Thiệt á. Sao mà cái nghèo nó cứ đeo hoài không biết nữa. Hồi đó kiếm lại người nào giàu có phải tốt hơn không? Ê Thơm Thơm. Gì má? Mày muốn có tiền không? Trời ơi tiền ai không muốn. Má muốn có tiền không? Mày muốn vàng bây giờ mày đeo khúc không? Đi ăn cướp người ta hả má? Cướp cái gì mà cướp. Bây giờ mày muốn phải không? Thì dĩ nhiên là muốn rồi. Nè tao nói mày nghe nè. Nếu mà mày muốn giàu phải không? Thì bây giờ á mày đi làm con của người ta đi. Gì làm con người ta má nói gì vậy? Là đại khái giống như là tao bán mày vậy đó. Gì? Má định bán con của mình đó hả? Má đẻ con ra rồi bây giờ má không thương con đúng không? Giờ má không có tiền rồi. Con má cũng đem đi bán luôn hả? Không phải. Tao bán mày mà là không phải tao bán. Mà là đi vô đó làm con người ta. Rồi tao đi theo tao ở với mày luôn. Không hiểu hả? Không, má nói gì á. Má đẻ con ra má phải hiểu. Má đẻ con ra là má phải hiểu con của má như thế nào. Cho nên má vô thẳng vấn đề giùm con đi. Mày chậm tiêu quá. Bây giờ như vậy nè. Mày nhớ cái mối tình của tao với ông Hai Lợi không? Nhớ. Bậy nha. Gì bậy? Má bậy lắm nha. Con còn nhỏ nha, còn nhỏ tuổi nha. Muốn bán con mình nó cũng phải kiếm chỗ nào đàng hoàng một chút mới được nghe. Là sao? Tao chưa hiểu lắm. Má định cho con làm vợ bé ông Hai Lợi đúng không? Trời ơi cái con quỷ. Mày tự tin quá à. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Vậy mà cũng bày đặt nó hiểu. Là vậy nè. Có nghĩa là hồi xưa tao với ông Hai Lợi sống với nhau. Rồi tao mê cha của mày đó. Tao mê cha của mày tao mới bỏ nhà tao đi theo cha của mày. Mê thằng nghiệp kiết xác. Thì lúc đó tao không biết, lúc đó tao ngu. Mày hiểu không? Lúc mà tao đi theo thằng giả là tao đã lỡ mang bầu mày rồi. Cho nên tao mới bỏ ông Hai Lợi. Thì bây giờ tại sao không nhân cái cơ hội này, tao với mày vòng về nhà ông Hai Lợi. Nói là mày chính là con ruột của ông Hai Lợi. Nhưng mà con có phải là con ruột thì đâu. Mày là con của cha mày nhưng mà giờ chả bỏ đi rồi. Mày thấy không? Tao nói mày không à. Thì tại sao bây giờ mình không vòng về nhà ông Hai Lợi? Ông Hai Lợi á là chủ vựa trái cây giàu nhất làng. Sao? Được không? Mọi chuyện để tao lo hết cho. Lúc mà từ nhà ông Hai Lợi tao bỏ đi á là lúc tao đang cấn bầu mày. Thì tao sẽ nói là cái bầu thai đó là con của ông Hai Lợi. Chắc chắn là ông phải tin thôi.
thiệt cũng thiệt á. Hồi xưa không có làm có bầu với ông Hai Lợi đi. Tự nhiên có bầu với ba làm chi? Đã nói là tao bị ba mày dụ, cứ nói hoài à. Rồi bây giờ sao, có muốn đổi đời không? Thì nói chung là má làm gì cũng được á, miễn sao có tiền là được rồi. Mà má phải chắc chắn là có tiền á. Mày yên tâm đi, má mà nói là ông Hai Lợi sẽ tin mày là con của ổng. Lúc đó mày sẽ là chủ vựa trái cây tha hồ mà ăn, ăn mệt xỉu luôn, vàng đeo khúc khúc luôn. Được phải không? Ừ. Chắc chắn là má con mình phải đổi đời. Ừ. Thiên Hải. Ờ. Nghe tao nói không? Tao không có điếc rồi mày. À, nghe mà. Cảm ơn nhiều nghe. Đây đây để tao. Trời ơi, về đẹp trai quá trời luôn mày. Bao nhiêu năm gặp lại, cái miệng vẫn bép xép như xưa ha. Tao mặc đồ nổi đi ra đó mà đi cho mày thấy nè. Ủa, về con mình hả? Không nhắc con ghệ nào về đây ra mắt mày. Ghệ đâu mà ghệ. Lặn lội mấy ngàn cây số xuống dưới đây để tìm mày. Nhờ mày giúp cho tao tìm em nào làm mai cho tao đó. Yên tâm, tấm bảnh này ở dưới đây cái gì nó cũng biết hết trơn á. Bởi vậy nhờ mày chuyện gì chứ nhờ chuyện này là tao yên tâm rồi. Để mà mày. Đi mày. Đẹp trai quá. Ờ, cảm ơn con nha. Tại sao dưới vùng quê vậy lại có một cô gái mất như vậy? Con Hải, con Hải, hỏi tấm bảnh là biết liền. Dáng đẹp quá. Như xưa ha. Ừ, tám bảnh mà mày. Ừ. Tám bảnh chứ không phải là một cái bảnh đâu nha. Nè, về đi, tao giới thiệu với mày nhà con ghệ của tao. Nó có hai chị em, một đứa trên Sài Gòn á, một đứa là ở dưới đây nè, đang làm vựa trái cây. Đứa vựa trái cây tao nói với mày á, rất đẹp luôn. Để tao làm mai cho mày cho. Thì không đó ông nội. Thiệt chiều mày á là tao nghi lắm mà, nói chuyện tám tô sắc còn có ba chén.
Mày khùng quá. Dưới quê này cái gì tao không đành đâu. Con nhỏ nó đẹp á, nó cự lên có 2 đồng tiền y chang như nghệ sĩ Ngọc Quyền luôn. Thôi mày ơi, mày để tao coi đã. Mày nói chuyện á, tao nghi lắm. Đi mày. Ừ đi. Hả? À, Lê, ủa mới về chơi hả? Anh. Này bạn. Chào anh, chào mời hai anh ngồi. Chào chị. Ờ, hình như thấy chị này quen á, mà quen cái đầu mày. Nhớ. Con gái đầu của gia đình này á. Bậy bạ nghe chưa? Bà chị tương lai của tao. Ờ mà thiệt chứ tôi nhìn tôi cũng thấy anh quen nha. Có gặp ở đâu rồi hay sao? Dạ chị. Hai anh ngồi đi. Dạ. Cảm ơn. Chị Hai ơi, trái cây nè. Ờ. Ủa? Đây là Đào, em của Lê. Cái này em gái tôi, kế tôi luôn á. Cái này thì biết rồi. Quen mà. Hả? Ừ. Ừ à, quen. Quen à, đúng á. Rồi cái quen. Quen. Anh trái cây, anh trái cây. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, hôm nay có độc ăn quá. Dạ. Ủa dạ. Tía. Dạ. Chào bác. Dạ, chào, chào con. Trời đất ơi. Dạ. Chưa có dịp cảm ơn con bữa hôm đưa con Đào về đó. Con ngồi chơi, ngồi chơi. Dạ dạ bác hai. Dạ không có gì đâu bác. Bác đừng có bận tâm. Bữa đó lu bu quá rồi cũng quên cảm ơn cậu. Dạ. Chứ không có cậu không biết Đào làm sao nữa. Chị Hai. Chị Hai. Hai ơi. Ủa? Xuống coi thử chị Hai mới bị gì vậy. Anh ngồi chơi nha. À. Hai ơi. Hai. Mắt ói vậy là giống giống như cô bầu á. Bậy bạ mày. Thiệt. Chứ nãy giờ con ăn muối xoài ở đâu mà chúng thật. Sao mày coi cũng được mà mày nói chuyện vô duyên à. Tía ơi. Không xong rồi tía ơi. Chị Hai mặt xanh lét à. Ấu tùm lum hết trơn á. Đưa nó lên trạm xá khám thử coi bị gì. À, dạ. Ừ. Để thôi. Để cô phụ bắt một tay nha. Dạ để cô phụ. Nhanh đi dạ, nhanh đi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Khổ ghê. Giái trời cho không phải như cái lời cái thằng khùng kia nó nói. Chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Chào bác. À. Chúc mừng ông, con gái của ông đã có thai được 2 tháng. Hả? Hả? Cái gì? Chị Lê có thai 2 tháng hả? Bác sĩ quẩn nó vô khám lại giùm một lần nữa. Chứ làm gì mà con gái tôi có thai 2 tháng? Dạ không nhầm được đâu. Chào ông. Tía có sao không tía? Đưa tía về đi. Tía mình đi về nha tía. Trái khám gì ạ? Ông không bị gì hết đó, con gái ông bị. Con gái ông bị? Con gái ông bị gì? Ông hỏi làm gì? À, chuyện ta hỏi làm gì? Con gái em nằm đâu? Ông hỏi để làm gì? Hỏi làm gì?
cái chuyện con Lê đó bà. Sao? Nó không chỉ đơn giản là bị ngộ độc đâu. Chứ nó bị không gì? Không như cái lời con y tá nói đâu. Nó bị gì? Nó bị gì mà đem lên trạm xá? Lúc đó tiền cho con y tá, tôi hỏi nó mà nó không chịu nói thiệt. Mèn đét ơi, ông đóng tiền cho con y tá nữa hả? Trời đất ơi là ông. Trời đất ơi, ông bớt xí chị thiên hạ chuyện nhà người ta đi. Chuyện gì kể người ta đi. Đúng lót y tá chi vậy? Thiệt tình à. Hỏi bà cái chuyện nó phải phay ra vậy? Ai mà không hiếu kỳ. Mà tánh tôi á, tôi khoái bà cái chuyện lạ lạ vậy. Rồi biết được cái gì? Này bà, trong cái chuyện này tôi nhìn cho Hai Lợi, tôi nghi lắm. Tôi nghi là nghi gia đình cho Hai Lợi còn giấu giấu cái gì. Giấu cái gì? Ê, biết đâu con Lê. Sao? Nó ôm ôm. Trời trời, ông ba ơi là ông ba. Gì? Trời đất ơi, ông nói bậy với bà rồi tới tai anh hai có chuyện nữa. Chuyện gì? Dám bằng gì được tôi? Trời, nè, ông với ổng chơi thân từ nhỏ tới lớn tới giờ. Ông biết tánh tình của ổng mà. Ổng mà ai mà làm mất danh dự của ổng, ổng là ổng không để yên cho người đó đâu. Ông coi chừng cái thân thể ông có nghe. Ổng không để yên cho ông đâu nghe. Bậy bạ không à. Thôi bà ơi, vợ con gì á, không có bên chồng gì hết, mà bên người dân không à. Chứ nói bậy biểu ta bên. Rồi đâu vậy? Đi ra ngoài. Gì? Không chuyện. Trời đất ơi, thiệt tình. Không biết đàn ông hay đàn bà nữa trời. Ôi trời. Con Lê đâu? Mày ra đây. Dạ. Tao kêu con Lê không kêu mày. Chị Lê, chị đi ra ngoài rồi tía. Mày xạo hả mày? Thôi em đi ra đi. Dạ có con nè tía. Mày tên Lê hả? Mày tên Lê hả? Con tên Đào. Bước vô, kéo con Lê ra đây. Lê bận rồi tía ơi. Dạ con nè tía. Chị hai đừng có. Mày nghe, cho mày ăn học cho đã rồi bây giờ mày về làm nhục cái gia đình này. Hả? Mày bôi cho trát đó lên mặt tao với má mày. Tao với má mẹ còn cái gì nữa để nói cái xóm cái làng này đây. Hả? Sao mày tát mẹ vậy? Con Đào. Dạ tía. Vô trong lấy cái cây này đây cho tao. Hả? Thôi đừng. Nhanh lên. Thôi mà tía. Mày cãi lời tao hả? Tao bữa nay tao không đánh tụi bay không được. Con biết lỗi của con rồi, con xin lỗi tía. Con biết lỗi của con rồi mà tía. Mày biết lỗi của mày. Rồi tao làm sao ăn nói với má mày ở dưới suối vàng. Tía, tía đừng đánh Hài Lao quá nha tía. Kết bè kết lũ với nhau. Đỡ nâng cho nhau đó hả? Đỡ nâng cho nhau sao biết đỡ nâng là khuyên nhủ nhau. Đừng có làm cái chuyện bậy bạ như vậy. Đưa cái cây đây. Tía. Mày đưa nhanh không? Nằm xuống. Thôi mà tía. Tía xin lỗi. Thôi mà tía. Tía. Nằm xuống. Tía. Hai đứa mày dạt ra. Tía. Mày dạt không? Dạ rồi con nằm. Con nằm mà. Mày là chị lớn. Thôi mày mà không tía. Làm gương cho hai đứa này thì như thế nào? Nằm xuống. Tía ơi, hai là có thai mà tía đánh vậy rồi em bé sao tía? Thôi được rồi, để hai nằm. Thôi mà hai. Hai. Tía ơi. Dạ ra. Mày. Thôi mà tía ơi. Bây giờ tao phải biết ăn làm sao, nói làm sao với hàng xóm láng giềng đây. Hả? Con xin lỗi tía, con biết. Con biết là con có lỗi, con có tội với nhà mình. Tại vì một phút lầm lỡ mà con gây ra chuyện này. Con xin tía, tha cho con đi tía. Tía ơi, tía cho con lên lại Sài Gòn đi tía. Tía, chị hai lỡ có thai rồi tía. Thôi từ từ đi rồi mình tính đường, tía ơi. Từ từ cái gì? Mai mốt là cái bụng nó càng chỉnh in lên. Ha, thì mụ nội tao cũng đầu chuối khô nghe mày. Con xin lỗi tía.
Tía, tía, ở trên trạm xá không ai biết hết á. Không ai nói đâu tía. Cả sớm này không ai biết đâu mà tía. Đúng rồi, đâu ai biết đâu tía. Sao mày ngu vậy? Trạm xá nó biết hằng ngày có người bệnh lên. Nó sẽ nói từ từ. Mưa lâu nó sẽ thấm đất. Cả xóm này nó biết. Trời ơi, mặt mũi của tao đi dùi với trò hả? Ngài ơi, có nhà ở đây. Đi vô trong, vô trong. Cầm dạ, cây vô, vô hết. Đi, đi. Ngài ơi, có nhà không? Hai. Trời đất ơi. Ôi, ngon cục vậy mà không lên tiếng vậy ông nội. Đi đâu á? Trời ơi, qua đây chơi. Nhà này có gì chơi? Sao, ủa? Muốn chơi ngồi xuống chơi. Mấy nhỏ đâu không thấy vậy anh hai? Trời ơi, nói nào ngay, hồi nãy đi thấy ra con anh đưa con gì con Lê hay con gì đó đi từ trạm xá về. Không biết có chuyện gì hay qua hỏi thăm. Có mẹ gì đâu, nó trung thực cơ mà. Nó ăn uống bậy bạ rồi nó trung thực thôi. Trung thực hả? Thôi vậy trung thực thôi thì không sao. Tưởng có chuyện gì chứ. Chuyện gì là chuyện gì? Thì tôi lo đó. Nếu mà trung thực là chuyện bình thường. Tôi chỉ sợ là lỡ nó ôm cái gì. Nó ôm gì cái mệt. Nó ôm cái gì là ôm cái gì? Ôm bom rồi đó. Anh cũng tệ. Nó con gái con lứa mà. Anh dám thả lên Sài Gòn. Lên Sài Phố mà. Rồi lỡ nó bom về một cái đậu quần chứ phải giỡn đâu à. Kệ mẹ ta đi. Đàn ông mà nhiều chuyện. Thôi vậy có gì đâu. Vậy thôi gì à. Không nhiều chuyện không có cơm được hả? Trời ơi, hỏi thăm thôi mà chửi nhiều chuyện là sao trời. Thăm ngon gì đi soi mói chứ thăm ngon gì. Quên. Sao chưa gì à? Uống phê không? Cảm ơn. Nhà này có sẵn. Thôi vậy về nghe. Quân nhiều chuyện. Tao nghĩ là Lê không đơn giản bị trúng thực như vậy đâu. Mày còn nhớ lúc bác sĩ vừa khám xong không? Rồi bác hai ổng kêu tao với mày đi về trước liền đó. Vì chắc bác hai nghĩ không có chuyện gì mới kêu mình về á. Tao không nghĩ vậy. Nhìn sắc mặt của ổng lúc đó giống như là đang có chuyện động trời sắp xảy ra vậy. Tao nói mày nghe nè, trúng thực đâu có gì là lớn đâu, đúng không? Ha. Mà nhắc tao mới nhớ, ổng giống như là ổng muốn giấu chuyện gì với mình á. Không biết nữa. Thôi để mai tao hỏi Mận nha. Hỏi Mận mới biết. Nè. Gì? Mày khai thật đi. Tao thấy mày cứ liếc liếc con bé Đào hoài. Liếc người ta muốn lé con mắt luôn vậy đó. Có gì đâu. Tại tao không ngờ hai đứa tao lại có duyên đến như vậy. Ha. Có duyên thật. Ở Sài Gòn hai đứa cũng gặp nhau. Về đây cũng gặp nhau nữa. Muốn gì? Biết đâu người ta có người yêu rồi thì sao? Trời ơi. Tao nói thật với mày nha. Ở ngay cái vùng này á, con gái tao nắm hết. Vậy hả? Thiệt. Đứa nào sao sao tao biết hết. Đi ngang qua thôi tao biết đứa nào thương tao, đứa nào ghét tao. Mày hay vậy. Trước giờ không có ai thương tao hết. Nhìn cái mặt mày là tao biết rồi. Ai cũng nói vậy hết. Nhưng mà yên tâm đi, con đời tao rành lắm. Nó chưa có gì hết. Chưa có gì hết. Tao sẽ làm mai cho mày. Thiệt hả? Hên xui.
Mẹ uống nước. Dạ cảm ơn anh. Anh hẹn với tôi chở hàng tuần rồi mà tới giờ này mới xuống. Bộ gia đình có bận chuyện gì hả? À, tại vì là tôi bận lo đám cưới cho đứa cháu gái đó, cho nên tôi lu bu công việc. À, đám cưới chúc mừng anh chứ có gì đâu mà quý sĩ vậy. Chúc mừng cái gì anh ơi, đám cưới giả mà. Là sao? Tức là như vậy nè, chị tôi á thì có đứa con gái, vì nhỏ cháu tôi á muốn làm mẹ đơn thân, cho nên mới tổ chức một cái đám cưới giả để mà bảo vệ lại cái gia đình thôi. Rồi sau khi đám cưới rồi á thì đường ai nấy đi. Có cái vụ này nữa hả? Có chứ anh, tại ngay đây anh không biết đó, chứ còn ở trển á thì cái vụ này á dịch vụ ta lo hết trơn à. Thôi bây giờ là như vậy, không phiền anh tối rồi, thì bây giờ để tôi đi về đi, rồi sáng á tôi sẽ cho người đến chở hàng của anh. Dạ cảm ơn. Thôi anh về giữ sức khỏe. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Mày chạy u ra chợ á, mua giùm cho tía mớ khô đặc sản với lại vỏ trái cây ngon ngon coi. Ủa tía, tía tính đi đâu hả? Tao tính đi Sài Gòn. Tía, tía làm rảnh chi vậy? Con đi với tía nha. Thôi khỏi, mày ở nhà lo vỏ trái cây đi, còn để tía đi mình ăn được rồi. Dạ. Đi nhanh đi. Đi đây. Thôi đưa cái vỏ cho tía. Nè tía, mà tía đi lâu không vậy? Chừng nào xong việc tía về à, bay ở nhà lo phụ cái vỏ trái cây đó. Nghe dạ. Không? Không có chểnh mảng được. Ờ, mà nè. Dạ. Ở nhà có ai hỏi cái chuyện của chị hai bay á, thì bay cứ nói là chị hai bay á bị cóc thổi, nghe chưa? Cái gì? Cóc ỏi hả tía? Chị hàng trúng cóc ỏi hả? Ngu quá mẹ ơi. Trời, tía bị ngộ độc là cái nọc con cóc nó thổi vô sình bụng, nghe không? Chứ mình hở ra mà chị hai bay mà người ta biết mà có bầu mang nhục cả đám. Dạ tía. Tao đi à? Dạ. Đóng cửa rồi lại. Dạ. Không cho ai vô ngoại trừ khách hàng. Dạ. Ủa mà cóc thổi là gì trời? Bộ con cóc nó thổi vô là sình bụng hả ta? Tía nè. Ủa, Đô La. Ủa, chị đâu? À, bác hai đi đâu vậy? À, tía đi công chuyện. À, đi Sài Gòn có công chuyện rồi. À, vậy hả? À. À, tại tôi mới vừa đặt mấy bao phân á, chạy ngang đây nên ghé để hỏi thôi. À, vậy hả? À, vậy thôi tôi về ha. Ừ. Mày cười giả lạ với tao đó hả? Tía sai mày đi mua mấy bao phân bón, thấy không? Mày đi giờ này mày mới về à? Đi đâu? Mày sàng tới mày sàng lui, mày bò qua mày bò lại, mày giao du thấy không? Mày nhiều chuyện với đám con cha hay lợi đúng không? Con có đâu, con chỉ tình cờ gặp Đào nên con chỉ nói chuyện mấy câu rồi về à. Mấy câu mày về hả? Tao ngồi đây tao uống 8 bình trà mày mới mò về hả? Tao nói cho biết nghe chưa, làm gì làm, chơi bạn heo, bất cứ ai tao cũng cho phép, nhưng mà mày đụng tới nhà con cha hai lợi là tao cấm, không được giao du với cái đám đó. Thông ơi, tía này kỳ cục quá. Tao trội cái ly mày giờ chứ kỳ cục hả mày? Ông lãng quá à. Lớn rồi nó biết chọn bạn nó chơi, mà mấy đứa con hai lợi chứ không phải bạn xấu đâu, nó nào cũng tốt hết trơn trời á. Nó lanh lợi, nó đảm đang, nó dễ thương.
Trời, cấm cản, cấm cản. Tôi nói thiệt nha, con mình mà lấy được một trong ba đứa là mình có phước ba đời đó cho ông hay. Chê bai con người ta. Còn ba nữa. Tôi sao? Tôi không hiểu thằng Hai Lợi nó cho bà ăn bùa mê thuốc lú gì đó mà hả, nói tới nó là bà binh, nói tới là bà khen. Đó, bây giờ mày nghe điệp khúc cũ nè. Xưa rồi, bốn cũ soạn lại nó bậy bạ không à. Nè, tôi nói cho biết nghe. Nghe, đời của thằng Ba Địa này á, ngồi xuôi với ai thì ngồi xuôi, chứ dứt khoát là không bao giờ ngồi xuôi với thằng Hai Lợi. Má con mày nhớ á, tao nói rồi á. Đó, tao nhắc lại một. Thấy không? Đi nó cũng đi không nói tiếng nào. Nè Hai Lợi, tao nói cho mày biết nha, ha, đời tao không bao giờ ngồi xuống với mày đâu nghe Hai Lợi. Nhớ nghe. Mắng. Ờ, chào em. Chào anh. Đây đây anh phụ cho. Thôi được rồi, em tự làm được rồi. Mắng. Hôm bữa chị hai em bị sao vậy? Thì bữa tía cũng nói rồi đó. Anh không nhớ hả? Tía kêu là chị hai bị trúng độc. Trúng độc hả? Ừ. Ê, đào. Đưa đây tôi phụ giúp cho. Anh tới chơi hả? Chào anh. Ừ. Công nhận nha, nhìn Đào ốm yếu như cây sậy mạnh thiệt á. Đẩy nguyên cái xe bưởi luôn. Bưởi trái nào trái nấy nó bự hơn Đào mà Đào bưng cái một à. Trời ơi, cỡ anh tôi còn bưng nữa, bưởi nhậm gì. Ghê vậy? Chuyên gia bưng bưởi rồi mày. Nè, bây giờ không tin thì mày nhận làm sư phụ đi. Rồi em chỉ nó cách bưng bưởi. Gì? Ừ, chỉ nó bưng bưởi làm sao cho nó gọn. Tính học bưng bưởi hả? Ừ. Trời, chuyện nhỏ, qua đây đi em dạy cho. Thiệt hả? Thiệt. Nếu mà được như vậy á, thì tôi nguyện bưng bưởi của Đào suốt quãng đời còn lại. Trời, nó bậy không à. Vậy là nhận thiệt hả? Thiệt. Kính thưa sư phụ nữ. Ê, ủa rồi cái bái bên đó làm sư phụ, rồi bên này không nói năng gì tới hết vậy? Đúng rồi, bên kia chỉ là bưng bưởi thôi, với bên này là tung hứng bưởi luôn á. Kính thưa sư thúc nữ. Nói vậy là nhận ha. Ờ, vậy kêu tôi làm sư phụ là tôi làm sư phụ luôn á nghe. Ủa, vậy giờ bưởi bưng sao? Bưng vậy hả? Đây nè. Đó, mà thấy bưng hai trái bưởi gọn ghê không? Ừ. Tay gọn dễ sợ luôn, chứ bưởi búng búng lên luôn. Mà vậy là phải đãi một chầu hoành tráng nha. Chuyện nhỏ. Có ai nhà không? Có đây. Ủa, chào bà chị. Rồng ghé nhà tôm hả? Chiều nay chắc tôi trúng số độc đắc quá. Ủa, mà tôi nhớ con Lê nó không có nhà mà. Anh lên đây làm chi? À, con Lê thì nó về dứ. Như tôi lên đây có ít quà đem gửi chị ăn lấy thảo. Với lại cũng có chút chuyện muốn nhờ chị. Tôi biết mà. Anh đâu có tốt mà tự dưng đem quà lên thăm tôi. Chuyện gì? Ngồi nói cho tôi nghe coi. Cảm ơn. Số làng dày. Tôi có nghe bạn hàng nói với tôi là ở trên này có dịch vụ làm đám cưới giả, cho thuê cô dâu, chú rể đồ này nọ. Mà tôi không biết chỗ, tính lên hỏi chị đặng nhờ tìm giùm. Có, cái này thì tôi biết. Nhưng mà đừng có nói anh cần mấy cái dịch vụ đó nha. Đúng rồi. Hả? Hay là nhà anh có đứa nào ôm bơm hả? À, không phải. Nói chị nghe, đây cũng con của ông anh bà chị tôi. Nó lỡ nó bị người ta dụ dỗ, bây giờ vì mặt mũi của dòng họ cho nên hãy cần mần cái đám này. Đó, thấy chưa? Bởi vậy ông bà mình nói mà,
có con gái trong nhà giống như chứa trái lựu đạn vậy đó. Nó nổ giờ nào không biết. Trời ơi, thấy ghê quá. Ủa, nhưng mà mắc gì tôi phải giúp anh, trong khi anh đâu có ưa gì tôi đâu. Thôi, cái chuyện cũ á thì mong chị bỏ qua, vì cái chuyện hiểu lầm thôi. Chứ nói nào ngay, ở trên Sài Gòn này tôi lên chân ước chân đáo, tôi có biết ai đâu, có biết mình ơn chị hả? Chị không giúp á thì tôi cũng chịu thôi. Nhưng mà suy nghĩ lại đi, mình giúp người á, được trời giúp lại mình. Chứ mình nỡ từ chối như vậy á, nhiều khi ra đường mưa gió trời đánh chết. Nói gì vậy? Không, nói chơi thôi, nói chơi. Nhờ người ta giúp mà nói chơi vậy sao ta giúp? Không, ý trong ý vậy mà diễn đạt không được thôi. Không có nói gì nữa nha, để tôi suy nghĩ à. Chuyện này nó cũng khó. Thôi giờ vậy, để tôi suy nghĩ nha. Rồi chừng nào mà tôi suy nghĩ xong rồi á thì tôi kêu anh. Trời ơi, cứu người như cứu quả. Tôi nói cho chị nghe, chị mà không cứu trận này là tôi chết. Anh chị tôi chết. Nhục nhã với dòng họ bà con, nhục nhã với xóm giềng. Chị làm ơn đi à, cứu một mạng người như xây 7 cái chùa. Chị cứu cả dòng họ là chị xây một cái chung cư chùa rồi. Vậy hả? Cái kiểu này là tôi nghi lắm rồi. Làm ơn giúp tôi đi, tôi mang ơn suốt đời, tôi nói thiệt. Thôi được, để tôi hỏi thăm rồi tôi cho anh hay nha. Thôi chị cho tôi một cái là để tôi vui à. Cảm ơn chị. Cái ông này con người tôi bỏ bả vậy á. Mới hôm qua người ta đụng cái phổi mà bây giờ chạy lại nhờ cậy người ta mới vậy đó, không biết phải không nữa. Cảm ơn chị. Ở đây không khí mát thiệt á, thoải mái ghê luôn á. Ủa, mà Đào, phụ gia đình vậy được mấy năm rồi? Em mừng phụ tía em được 10 năm nay rồi đó. Trời, 10 năm rồi hả? Ừ. Hèn chi Đào giỏi ghê luôn vậy á. Hồi nãy em leo dừa như khỉ leo vậy đó. Trời. Ê. Hả? Đi hái tiếp không? Hái gì? Hái bưởi. Hái bưởi hả? Ừ. Ở đâu? Ở trên kia kìa, đi với em ha. Vậy hả? Ừ, vậy mình đi. Ừ. Vô đây. Đó, ông ngồi đó chờ tôi một chút nha. Rồi. Ngồi đi. Chào chị. Chuyện làng dày, bên tôi cần một người đóng vai chú rể. Dạ. Đóng giả thôi, nhưng mà tôi cần người đó phải cao ráo, lanh lợi, coi được chút. Nhưng mà vấn đề ông này ông khó tính lắm. Cứ lòi ra hết đi, để ông này ông chọn nha. Dạ, được rồi chị. Rồi rồi. Dạ, mời chị ngồi. Rồi rồi. Dạ, chào anh à. Ừ. Dạ, anh chị tìm tới đây là sáng suốt nhất rồi đó. Đội ngũ của chúng tôi ở đây là mang tính rất chuyên nghiệp, bảo đảm không để lại bất kỳ một cái nghi ngờ nào cho mọi người đâu. Thôi bây giờ em gọi người ra cho anh chị chọn nha. Mấy anh đẹp trai ơi, ra lẹ lẹ lẹ. Dạ, xin giới thiệu với anh chị, ở chỗ em á thì mẫu người nào cũng có. Hàn Quốc nè, rồi đây đây, đẹp trai nè, trí thức nè, râu ria nè, anh chị cứ chọn thoải mái. Lựa đi, lựa đại đi. Biết đâu mà lựa. Thì coi đi, lựa được một chút. Giống Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam đó. Cậu này đi. Cậu này hả anh? Dạ, xin giới thiệu với anh, đây là 6000. Ở dưới quê lên đây phù việc. Ê, đây đây, tới, ngồi đi, rót nước mời anh chị. Dạ, chào hai bác. Rồi, mọi người vô đi. Con mời bác dùng nước. Cảm ơn con. Dạ, mời bác. Con ngồi chơi. Dạ. Ngồi đi con. Làm ở đây lâu chưa? Dạ, con cũng mới tới đây làm để kiếm thêm thu nhập. Vậy hả? Dạ. Thấy cái mặt nó cũng được, thiệt thà. Được á. Tôi thấy cũng được á. Được đó. Bà tới nói chuyện với người ta đi. Rồi, để tôi qua làm việc.
Cậu ngồi chơi với bác đi ha. Dạ. Cậu soạn hợp đồng đi, bên tôi sẽ ký hợp đồng coi như ông đồng ý rồi đó. Dạ. Rồi giá cả làm sao á ghi vô, đến đó rồi tính. Ừ. Dạ. Vậy là mọi chuyện cũng xong. Tôi á thì tôi thấy không có được. Đã vậy á, nguyên một dàn trai đẹp, tự nhiên á ông lựa thằng cù lần quá à. Không phải đâu. À, cái mặt nó nhìn cù lần như vậy nhưng mà nó có cái nét trơn chất giống người ở dưới quê tôi. Với lại để giả mà. Giả thiệt gì? Nhưng mà mình đã cất công đi tìm cực khổ, rồi mình bỏ cả đống tiền nữa, lựa được thằng rể tuy là giả nhưng mà nó phải đẹp trai như diễn viên điện ảnh vậy mới được. Thôi, mọi chuyện cũng lỡ rồi. Bây giờ xin phép chị tôi về, đặng tôi lo công chuyện. Cảm ơn chị nhiều lắm. Không có chi. Thôi, tôi về ngang. Ừ, để tôi tiễn nha. Cảm ơn. Ủa tía, vậy là còn có 10 ngày nữa là đám cưới rồi. Mà tía có biết chú rể là ai chưa vậy? Biết chứ sao không biết. Tía chọn mà. Tao lên trên Sài Gòn á, tao nhờ cái dịch vụ mà cho mướn chú rể đó, tao lựa được nữa rồi. Cái bữa đám cưới á, tụi bay ráng diễn cho thiệt tốt. Vậy là được, để bà con của bác người ta khỏi nghi ngờ. Tía, con không chịu đâu. Con nhất định phải đợi anh Khanh về. Anh nói là anh sẽ về anh cưới con mà tía. Tía đừng có làm vậy. Tía không làm vậy hả? Không làm vậy rồi mặt mũi nhà này để đâu? Tía đã quyết rồi, sau khi đám cưới xong á, con Lê lên Sài Gòn sống. Lúc đó là hợp thức quá được cái bầu rồi. Có ai muốn nói cái gì á cũng không nói được. Cứ y như vậy mà làm. Tía, sao khuya rồi mà tía không chịu ngủ vậy? Tía nghĩ chuyện của hai phải không? Ừ. Càng suy nghĩ tía càng lo. Tía đã hứa với má bay là lo lắng cho tụi bay nên gia lập thất đàng hoàng. Vậy mà bây giờ chị hai của bay nó đạp đổ hết. Khi nghe tin nó có bầu, tía giận nó một mà tía đau tới 10. Bây giờ còn nghĩ chuyện nữa là giờ chị hai bay lên Sài Gòn ở một thân một mình, rồi nó sinh nở ở trển, thân nó lo chưa xong, làm sao nó lo cho con nó. Càng nghĩ càng buồn. Tía, tía, cha của chú rể đó ha. Ừ, hai đứa này nó kỳ quá. Con Lê với thằng này nó quen nhau mà có đưa về đây thăm đâu, rồi đùng cái làm đám cưới luôn à. Tôi nghe thằng Tiền nó nói hai đứa quen nhau cũng vài ba năm rồi. Thằng Tiền là thằng nào? Nó tên 6000 mà đâu ra tầm bự tầm bự. Ôi anh chị xui. Tiền á là tên hay kêu ở nhà của nó, còn người tên giấy tờ là 6000.
sao bữa nay anh qua đây chi hả? Trời, gia đình anh vui tôi phải qua chi vui với anh chứ. Tôi nhớ tôi đâu có mời. Ờ ha, có mời đâu. Tôi đâu có gửi thiệp. À không, mấy nữa nó mời tôi. Ờ tao không sao đâu, để điều tra sao. Uống vui vẻ qua bên này dạ. Chào bạn hay con. Chị, con Lê về thăm chị thường không? Dạ, cũng tỉnh toảng anh à. Đâu có về thăm lần nào đâu. Ông này, sao tôi nhìn hai người này cũng nghi nghi quá vậy ta. Thanh, qua ba biểu con. Qua đây con. Trời ơi, qua đây nữa. Tiện cái gì mà tiện. Ông gọi đủ tên rồi, nó tên là Sáng Ngàn. Hồi nãy tiền giờ thành. Nói chung là gia đình anh chị xui tôi là buôn bán đó. Buôn bán tất cả đều quy thành tiền hết. Thành thử ở nhà kêu Thành cũng được, kêu tiền cũng được. Ăn đi, ăn đi. Rồi 6.000 là sao? 6.000 là cái tên của nó. Ta đặt ra 10.000 đi. Hay là 1 triệu. Ủa, đám cưới con Lê xong nói tôi biết tiếng nào hết trơn vậy. Ủa? Ông tệ lắm đó nghe. Thơm. Dạ. Chào tía đi con. Dạ, con chào tía. Trời, là cái gì nữa? Là sao? Ăn đi cho cái miệng nó bận đi, không có nói chuyện nhiều nữa. Ăn. Đi vô trong. Vui vẻ nghe. Tía. Mấy đứa tiếp khách giùm tía đi. Tiếp khách đi con, tiếp khách đi. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác tiếp khách đi. Dạ. Có gì ăn đâu. Sao lại về lúc này ta? Sớm không về, muộn không về, lại về đúng lúc này. Hai mẹ con này chắc chắn là có gì mờ ám. Trời đất, mặc đồ gì mà màu sắc tùm lum tùm la vậy trời? Cái này là má mới mua cho tôi, cho nên tôi mới... Xin lỗi nha, tôi không biết. Không sao đâu. Sao đứng đó? Lại đây đi, ngồi nói chuyện với tôi nè. Hỏi thiệt nghe, anh Mần cái chuyện này được bao lâu rồi? Là lần đầu tiên á. Trời đất, vậy mà tôi tưởng đâu là anh làm nhiều lần chuyên nghiệp lắm rồi chứ. Thì ra là nghiệp dư á hả? Đúng rồi, tuy là lần đầu tiên nhưng mà tôi hứa là tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình. Thì tôi cũng mong vậy. Mà bà Năm với Thơm làm sao vậy? Bà Năm không phải là má ruột của chị em cô hả? Không, bà Năm á là vợ hai của tía tôi. Hồi mới cưới về á, ở được thời gian, xong tự nhiên bỏ đi biền biệt mất tiêu luôn. Tự nhiên giờ cái quay về hả? Nói như vậy, Thơm là em gái cùng cha khác mẹ với cô rồi. Hên xui đi, tôi không biết. Thôi bây giờ cũng khuya rồi, chắc nên đi ngủ đi ha. Còn tôi cũng đi ngủ. Ủa đi đâu vậy? Tôi ra ngoài ngủ. Gì ra ngoài? Ngủ đây nè, đi đâu? Nhưng mà tụi mình đám cưới giả thôi mà. Nói nhỏ nhỏ thôi thì biết là đám cưới giả rồi. Nhưng mà anh ngủ ngoài vậy á, người ta bàn tán biết không? Nhưng mà là má con Thơm mới về nữa, đúng không? Đi vô đây đi. Vậy là tôi ngủ đâu đây? Thôi lên trên giường ngủ đi, tôi xuống đất ngủ cho. Ê không được, vậy đâu có được. Biết nói vậy luôn hả? Thôi tôi nằm dưới đất đi. Ngủ đây nghe. Đi lấy chiếu đi. Chiếu? Chiếu để đâu vậy? Thôi tôi mệt quá, để tôi đi lấy cho. Thiệt tình chứ. Cảm ơn Lê nghe. Cái gì mà lúng túng giống như mới về nhà vợ vậy trời. Đây đây. Nè, được không? Được, tôi làm được mà. Không được thì cũng phải tự được đi chứ. Vậy tôi ngủ nghe. Tắt đèn giùm tôi đi. Biết chỗ tắt không? Bên đây đúng không? Ra tắt đi, tập cho quen đi.
Má, ừ, cuối cùng á thì má con mình cũng tìm được một nơi ăn chúng ở thiệt là sung sướng luôn á má. Nè, dạ? Chuyến về kỳ này của má con mình á đúng là không có uổng công. Đúng rồi, mà má, hả? Con không ngờ á là con lại có thể có một ông ba giàu có như vậy. Biết vậy hả, con về đây sớm chứ sống ngoài chi cho nó cực. Ê, má đã dò la thông tin đàng hoàng rồi chứ đâu phải tự nhiên khơi khơi má con mình về miệt này. Mà bà con nói má nghe nè. Gì? Con ghét cái mặt của ba đứa Lê Đào Mận đó ghê á má. Nhìn cái mặt là không ưa rồi. Đặt cái tên gì mà ba loại trái cây chú liếc rẻ tiền. Bà thơm. Chà, tên Thơm này chắc trái cây mắc tiền mà ngọt lắm à. Ờ, kệ, con thích. Nhưng mà má cũng giống con đó. Ghét, má ghét đúng ba con quỷ cái đó lắm. Tính tình khó chịu, khó ưa, y chang má của nó vậy đó. Má đừng có lo, kỳ này á hả, con về á, con sẽ tìm cách để hành hạ, bóp nát ba loại trái cây đó luôn. Nè, nhưng mà điều trước tiên á, con cần phải lấy lòng ông già đó, biết chưa? Một khi á mà ông đã thương con rồi á, lúc đó tha hồ cống làm gì mà không được. Má cứ yên tâm, con biết phải mận sao mà. Kỳ này về, con sẽ gom hết tài sản về trong tay của má con mình luôn. Mấy cái chuyện này á, không được nói lớn nghe chưa? Tất nhiên á, là chuyến về lần này, má con mình phải tranh thủ gom hết tất cả tài sản. Nghĩ thôi là con thấy vui rồi. Ủa, cái vụ con Thơm là sao ta? Không biết hai mẹ con bả về đây có chuyện gì không nữa. Bực mình quá đi. Bực quá đi à. Trời, bực mình quá đi à. Chị làm vậy chứ hết bực hay sao vậy? Mà chị không ngủ thì cũng phải để cho em ngủ chứ. Chị ngủ không có được Út ơi. Chị ngủ không có được Út ơi. Đừng ngủ mà. Bực quá à. Giờ chị nằm xuống, chị nghĩ về một cái tương lai tươi đẹp đi. Chị nghĩ về em, chị nghĩ về đồ ăn đi. Là chị ngủ được à, chả mệt đây. Nghĩ về tương lai tươi đẹp. Ngủ cũng không có được. Trời ơi. Bây giờ chị nói cho em nghe nha. Bây giờ mà chị nhắm con mắt lại á hả, là con mắt bên trái của chị nó hiện lên là cái mặt của con Thơm nè. Con mắt bên phải là hiện lên cái mặt của bà Năm Ngọ nè. Ngủ không có được. Chị bị ám ảnh dữ vậy hả? Giỏi vàng. Trả đây. Sao vậy? Sao thấy chị bực quá trời bực luôn? Mà em cứ ăn rồi ngủ không vậy? Em không biết cảm xúc, em không biết suy nghĩ bực bội gì về hai má con nhà đó hết hả? Hả? Em thấy cũng... cũng bình thường à. Hả? Trời, bình thường được hả? Trời, con nhỏ này. Bộ em không thấy thái độ của hai má con nhà đó hả? Sao? Nhất là cái con Thơm ấy nha. Ăn nói gì mà hả, đâm phan người ta không à. Nhìn cái mặt là không mưa được rồi. Chị không thấy nào mà nhắm mắt chị ngủ được. Chị tức quá đi à. Thì tại Thơm á, còn nhỏ với cũng mới về nhà mình nữa. Từ từ thay đổi, đúng không? Mà cũng chị em trong nhà không à. Cái gì? Này nè, em nói lại nghe chưa? Nói là em của mình hồi nào chứ. Em đừng có nói là em tin người giống như tía vậy nha. Chị á là chị không bao giờ tin nó là em của chị đâu đó. Mà thôi đi, cho dù nó là con của tía mình đi nữa, chị cũng không thể nào mà chị chấp nhận được một đứa em gì đâu mà ăn nói vô duyên, mà đánh đá mà này nọ như nó là chị không thể nào chị chấp nhận được. Làm sao chị chơi với nó được đây? Nó không có giống hả ba đứa mình vậy trơn á. Thì chị không thích chơi với người ta thì chị đừng chơi, chị đừng đá động tới người ta. Ê, mà nói cái đó giống như là chị tính làm gì hai má con đó hả?
Giờ sao cũng chịu vô phòng ngủ ngồi đây chi vậy? Chưa buồn ngủ. Nè, có chuyện gì phải không? Không hiểu ông nghĩ sao á. Con Lê nó còn đi học, sao bắt nó lấy chồng sớm chi vậy? Mà có chuyện gì xảy ra phải không? Chuyện gì là chuyện gì? Đàn bà nhiều chuyện quá. Tôi hỏi thiệt nghe, có phải con Lê nó có thai đúng không? Bởi tôi nói rồi, người ta nói đâu có sai. Người ta nói trong nhà mà có con gái giống như là hũ mắm treo đầu giường vậy đó. Cho con Lê đi học xa làm chi? Đó, để rồi nó muốn làm gì mình cũng đâu hay đâu biết. Để giờ phải như vậy nè, có khổ không? Bà cũng đang giữ cái hũ mắm đó, bà liêu hồn à. Ủa, cái hũ mắm mà tôi đang giữ cũng có phần của ông tạo ra mà. Chứ làm sao mình tôi có được hũ mắm đó? Thôi, chuyện gì cũng từ từ giải quyết. Đi vô ngủ. Bà buồn ngủ vô ngủ trước đi. Thì ông với tôi đi vô ngủ vợ chồng mà sao kỳ quá vậy không biết nữa. Bà vô ngủ trước đi. Tôi từ xưa giờ ngủ mình quen rồi. Chuyện mắc cười quá. Vợ chồng mà biểu tôi đi ngủ mình. Thì trước sau thì cũng ngủ chung mà. Đi. Thôi bà vô bà ngủ đi. Để tôi ngủ salon này được rồi. Thôi mệt quá à. Vậy ông vô phòng ngủ đi. Tôi lên tôi ngủ với anh Thơm. Ông ngồi đi. Anh Ngang. Chứ con Thơm đâu, không kêu nó ra ăn cơm. Chắc có lẽ là ngủ chỗ mới. Nó lạ cho nên nó mệt, nó dậy trễ. Đào. Dạ. Con lên kêu em xuống ăn cơm. Dạ tía. Dạ ăn Thơm nó ra rồi tía ơi. Dạ con chào tía, chào cả nhà. Sao ngủ vậy, mặt mày thấy mệt mỏi vậy? Tía ơi, cái nệm nó cứng, con nằm đau lưng quá tía. Cả đêm luôn á, con ngủ tới sáng con đau quá trời. Tía mua cái nệm mới cho con nha tía. Thôi được rồi. Để tía kêu người ta chở tới cho con cái nệm. Tía hứa nha. Vậy con cảm ơn tía. Ông à, ăn cơm xong rồi cái ông dẫn con Thơm á đi thăm ruộng vườn với lại thăm cái cửa hàng của mình cho con nó biết nghe ông. Được rồi, con về đây á thì cái gì con cũng phải biết. Dạ. Để bà nói chị Đào dẫn con đi cho biết mấy cái cửa hàng với ruộng đất của mình. Thôi con không thích đâu. Tôi biết hùng, từ nhỏ con đã sống thiếu tình cảm của cha, so với tụi bạn á con tủi thân lắm. Cho nên á, bây giờ con muốn tía dẫn con đi à. Muốn nở mày nở mặt mà tía. Tía dẫn con đi đi nha. Thôi được rồi, để tía đích thân dẫn con đi. Ăn cơm đi nghe không? Má, công nhận á, có tía sướng thiệt luôn á. Ăn cơm không? Ăn cơm đi. Các con ăn cơm. Dạ. Mời tía, mời mọi người, mời mọi người cái nhà ăn cơm. Nè ông. Làm gì ông đi qua đi lại mặt mày đăm chiêu dữ vậy trời? Bộ có chuyện gì hả? Bà. Cái gì? Bà có thấy đám cưới nhà Hai Lợi sao bất thường?
Trời đất ơi, ông nghĩ cái gì vậy? Đám cưới là bình thường chứ có gì đâu mà bất thường. Thì đám cưới có con dâu chú rể gì đâu bất thường. Bà đúng là không có biết cái gì hết. Nè, tôi hỏi bà nè, con Lê nó còn đi học, tự nhiên đùng cái lo gì làm đám cưới là sao? Tôi chắc chắn là con Lê nó bị cái gì đó, rồi thằng cha Hai Lợi mới cho làm đám cưới. Mà bị cái gì là bị cái gì? Ông nói linh tinh là không ai hiểu gì hết trơn rồi. Bị cái gì? Bị cáu bò. Ý, cáu bò. Trời ơi, đừng nói bậy bà. Tới tay mai là chết luôn á. Chết chết cái gì? Bà không thấy hả? Trong đám cưới bà thấy không? Nó bất thường lắm. Đám cưới tổ chức cập rập đủ thứ. Rồi người cũng vậy nè. Chú rể cô dâu, người đi dự cũng vậy. Trời ơi, nhìn giống như là lạ. Giống như là họ không quen biết nhau, không thân thích nhau. Nhìn có vấn đề sao á. Không quen biết thân thích là sao? Xu gia của người ta mà. Là trời sao ơi, mà không phải tôi đâu nha. Không phải tôi có cái suy nghĩ đó đâu. Mà mấy người đi dự chung đám cưới với tôi, người ta có y chang cái suy nghĩ đó. Suy nghĩ là sao? Mà cái vụ đám cưới này là đám cưới gì? Đám cưới này tôi nghĩ là tôi có vấn đề gì đó. Được rồi, cái này là đám cưới giả thôi. Trời đất ơi, ai ở không đâu mà làm chuyện vậy ông? Sao không có? Có vấn đề gì ở đây nè? Tôi phải tìm hiểu, tôi phải điều tra cho ra cái chuyện này mới được. Mà sao ông lạ quá à? Trời đất ơi, ăn cơm nhà mà lo chuyện thiên hạ. Kể anh ta đi. Lối sớm ta làm chuyện gì kể anh ta, lo chuyện nhà mình nè. Ông á, tôi thấy ông lo chuyện bao đồng quá à. Mà tôi thích bao đồng. Rồi giờ đi đâu vậy? Tôi vô dọn cơm cho ăn nè. Đi ra đồng làm chuyện bao đồng. Tôi phải đi điều tra cho ra chuyện này. Ăn cơm nè. Khỏi khỏi ăn. Đi nhiều chuyện là no rồi. Trời đất ơi, ông ba địa này là nhiều chuyện nhất xứ luôn á. Mày cũng kỳ lắm. Tao đã nói tao biết uống, nhưng mà tao ít uống lắm. Uống cũng ít nữa. Đâm ra ít nhậu mà mày cứ kêu tao nhậu hoài. Có hai thằng thôi đó. Mày ít uống lắm mà nãy giờ gần nửa chai rồi đó. Mày uống không chai uống. Vô đi mày ơi, mày đừng có xảo mày ơi. Tao thấy lạ mày. Tao bảnh. Sao? Bữa đám cưới con Lê, tao thấy cô dâu chú rể sao sao đó mày ơi. Hai cái mặt đứa nó ngượng ngượng sao á. Cái nở cái nụ cười mà nụ cười công nghiệp quá lắm. Ý mày nói là tụi nó cười giả hả? Ờ, không có thật, không có nhiệt tình. Đúng rồi đó, mày nói tao mới để ý. Không hiểu sao mà bác hai lại chơi con Lê cưới khi nó còn đi học đó chứ. Ê, có khi nào con Lê nó bị cưỡng bức hôn không? Cái gì? Cưỡng bức hôn? Ờ, cưỡng bức hôn. Cái chữ đó mà mày cũng nói được nữa à? Mà tao nói cưỡng hôn là ép hôn á. Ờ thì tao biết rồi, nhưng mà tao thêm cái chữ bức vô cho nó nghiêm trọng vấn đề lên. Đúng rồi, anh em mình đang nói xấu người ta, phải làm nghiêm trọng lên. Đúng rồi, có tao với mày à, lo gì. Nhưng mà tại sao lại cho cái vụ ép hôn đó trong lúc con Lê nó còn đi học chứ? Thì bởi vậy. Nhưng mà còn chưa hết nha. Sao? Còn mẹ con của bà Năm nữa xuất hiện trong đám cưới. Mà bả là cái gì của bác Hai? Tại mày không biết đó thôi á, chứ bác Năm ngày xưa là vợ nhỏ của ông Hai. Thiệt hả? Đúng, đúng rồi. Về sống với ông Hai thời gian, sau đó bà bỏ đi biệt xứ luôn. Bà mới quay lại á. Ồ, vậy là bả chơi quất ngựa tri phong ông Hai rồi. Đúng rồi, cuộc đời của ông Hai hồng nhan bạc phận lắm. Thôi tao với mày nhiều chuyện quá, rảnh lắm luôn á. Ê, cuộc đời của ông Hai giống như là con Cám vậy đó. Ông Hai là con Tám. À, ông Hai là con Tám, còn mẹ con bà Năm mới là con Cám. Mày nhiều chuyện quá, lo về cái chuyện ăn nhậu đi. Vô đây mày. Tại vì tao có cái linh cảm không tốt. Nhìn mặt mẹ con bà Năm á, tao thấy dây dàng sao á, không có thiệt tình mày ơi. Đúng rồi, cái mặt ác quá, làm sao mà ai cảm gì tốt được. Thì bởi. Ê, hả? Chú rể của con Lê tung tăng trên bờ đê kìa mày. Ê, nhìn nó ngon ngộ á. Ê, nhưng mà nó đang chơi gì vậy mày? Ê, mình kêu nó vô nhậu nha. Nó đang chơi cò chẹp hay gì mày? Ờ, nó đang chơi cò chẹp. Mày kêu nó vô hỏi chuyện coi. Tức chơi thể đá nữa mày. Ê, mấy ngàn? Ngút ngàn, không. Sáu ngàn. Sáu ngàn. Vô đây. Vào. Vô nhậu. Vô ngồi chơi. Ngồi chơi nè. Ủa, mấy anh đang nhậu hả? Trời ơi, thấy là biết rồi, còn hỏi gì nữa. Trời ơi, sao nhậu chỉ có ổ với rượu uống đau bụng chết á. Nói tầm bậy không biết gì hết. À, thấy đống lửa không? Nó tàn rồi đó. Đợi chút nữa nhúm lên lại cháy Phật rồi lấy thịt này nướng ăn. Trời đất ơi,
nướng ông nội mày chứ nướng. Khùng quá. Ý của tôi anh là chút xíu muốn ăn món ổi nướng. À, ổi nướng ngon lắm. Ngon lắm, ngon cực kỳ luôn. Vậy nó mới thiên nhiên giống quê hương ở đây. Cứ có con gì nó trồi lên là lấy nướng là quất à. Hèn gì thế thiên nhiên không. Chỗ này con gì mà bò được là quất luôn. Thôi thôi vô cái đi. Vậy cái gì vậy? Vô cái đi. Em không biết uống rượu. Trời ơi, anh cũng đâu biết uống đâu, uống ít lắm. Uống miếng chơi thôi à. Em không biết uống thiệt mà. Thôi bây giờ em ăn ổi nghe. Vậy là bây giờ em làm ông nội tụi anh rồi. Uống sao vậy? Ta mời uống chưa uống mà đòi ăn mồi. Không biết uống thiệt hả? Dạ không. Trời ơi. Mày mà không biết uống thì làm sao làm trai miệt vườn được. Dạ. Thôi, nó không biết uống thì thôi đừng có ép. Vô vấn đề luôn đi. Ê. Thật ra là anh muốn hỏi nè. Dạ. Em với Lê á, có ăn kem trước cổng chứ? Ăn kem trước cổng là sao anh? Thằng này không có tuổi thơ vậy đó. Ăn kem trước cổng mà cũng không biết. Hồi xưa có đi học ở trường quê không? Thế mà đi học tan trường ra có mấy ông bán cà lem trước cổng á. Cái mua cà lem ăn, gọi là ăn kem trước cổng. Bán cà lem ông nội mày. Sao mày chửi tao hoài thằng ông nội? Ủa tao nói không đúng hả? Trời ơi, mày dịch cũng sai nữa. Ý của tao nói là ăn cơm trước kẽn. Ăn cơm trước kẽn á. Ăn cơm trước kẽn. Có không? Em, thôi em ăn ổi nghe. Ê, bậy rồi, bậy rồi. Em phải trả lời một cái đi rồi có anh. Có không? Vậy giờ em nói một câu là em được ăn đúng không? Đúng rồi. Em với Lê là vợ chồng á. Ăn. Cho nó ăn đi. Anh Sáu. Vậy còn có vụ ăn kem anh Sáu. Nó đang ăn kem. Lê. Tí thì anh về đó. Vậy thôi em về trước nghe mấy anh. Quên nữa, em trả lại miếng ổi nè. Em cắn mới có một cái à, ổi ngon lắm á. Vậy hả? Dạ thôi anh về trước. Rồi còn có vụ ăn kem sao? Nó ăn kem chưa? Ăn cơm. Tao chưa hỏi được gì hết, đi rồi mày. Nó kêu hết cái sự nhiều chuyện của tao lên rồi đó. Mà cũng ngộ ha. Tao với mày ngồi ở đây mà nhắc cái giọng nào là có giọng đó à. Làm như có sắp đặt sẵn hay sao mày? Thôi uống đi mày ơi. Mày tám quá. Mày mới tám á. Thì tao tám bệnh mà. Mai mốt á, anh làm ơn đừng có tự tiện đi lung tung nữa nghe chưa. Cái chuyện này á, mà đổ bể ra, chẳng những ảnh hưởng tới gia đình của tôi mà còn ảnh hưởng tới nhiều người lắm á, biết không? Nhịn gì dữ vậy? cái cúc đẹp. Tôi thấy cái thùng đẹp hơn. Vậy cũng được nữa hả? Ủa, nãy Lê nói gì vậy? Trời. Thôi, không có gì hết á. Lê. Lê. Bữa nay dẫn con đi á là để chỉ cho con biết. Đây. Từ cái đầu bờ này ha. Dạ. Qua múc tới đầu mà cái hàng cây đó. Dạ. Đó là đất của mình không đó. Đó là phần bên này. Còn phần bên này là ngày xưa tía mua thêm đây. Dạ. Qua khỏi cái sông này. Dạ. Đó, hết tới cái bờ tre đó nha. Đó, tới cái lùm đó đi qua hết bên đó là của mình. Wow, nhà mình đúng là cò bay thẳng cánh luôn á tía. Má con thiệt là biết khéo chọn. Cha chứ. Trời ơi, chiếc dép lào nữa hả? Trời, ví dụ người ta rơi rớt đồ á, ta ráng kiếm cái thằng cu. Tự nhiên rơi rớt mà cũng kiếm chiếc dép lào bánh bèo. Vậy mày thấy có ai mà đi mà ba chiếc dép không? Kiếm chiếc này cho đủ hai đôi. Trời ơi, đúng là cái số phận đó nghe. Tự nhiên cái dòng này giống nó tiệt tự hay sao á. Sao mà cũng là con gái. Bây giờ chia mới khó nè, nghe không? Chia đất, chia đai, cái gì cũng khó. Nè, hồi đó là chia ba phần cho ba đứa gái thôi. Mà bây giờ phải năm. Năm là tại sao? Là một đứa con rơi là một phần. Cho nó phải cho má nó nữa. Mà má nói với nó là thiệt thòi, phải cho nhiều. Đó, mà cho hết rồi, anh lấy cái gì để anh chôn? Anh phải chừa lại miếng cho anh chứ. Mày về mày uống thuốc bổ, mày nghỉ ngơi đi nha. Tao đâu có cần mày chia. Chuyện đó là chuyện gia đình tao. Nha, ba đĩa. Hê hê. Dạ. Đây. Dạ. Con, nước ruộng sao rồi con? Dạ, ổn hết rồi tía ơi. Vậy ha. Dạ, con chào bác hai. Chào cô. Ê,
cho anh. Mà công nhận á, nhìn anh đẹp trai ghê. Mà hả, anh có tập tạ không? Mà sao người của anh á, cơ bắp cuồn cuộn dữ vậy? Vô gì vừa vừa á, nó làm ruộng, nó làm ruộng không, chứ có tập tạ gì đâu. Mà cơ bắp nó cỡ đó, con người nè, chuột không, chuột cống nhum không, con nào con nấy mới lớn gì nè. Vậy mới đã. Bác, con bác hả bác? Chứ không lẽ ông nội tôi. Này, con rơ của anh tôi thấy nó muốn lắm mà. Em tìm chỗ bỏ nọc đi. Con muốn bỏ nọc á, cũng phải lựa giống tốt tốt. Chứ lựa cái giống không lông á, không có thích. Về tí thôi. Về. Dạ, chào bác hai con về. Ừ, về đi. Ờ, tôi về nha. Đi nha. Nhớ nha, bữa nào qua chơi á. Bớt bớt lại đi. Công nhận trái cây nhà em nha, trái nào cũng xanh tươi hết trơn á. Nhất là mận á. Bán buôn phải vậy chứ. Buôn bán sao rồi? Có khách khứa hay không? Lời lỗ sao? Má hả? Má ngồi má nhìn chị Mận kìa. Chị Mận đang ngồi nói chuyện với trai đó. Nhìn là biết tình hình buôn bán sao rồi. Dạ, công việc ở đây vẫn tốt thôi gì. À, vậy cũng mừng. Bị tôi sợ. Tôi sợ mấy người biến cái chỗ buôn bán thành cái chỗ mà hẹn hò yêu đơn kiểu vậy á, thì ai dám vô mua. Trời ơi, đâu có đâu vậy. Con thấy Mận ở đây một mình ở đây buồn quá, qua dẫn đi chơi thôi. Với lại Mận tính toán cũng khéo léo lắm, đâu có sợ ế đâu mà gì lo. Nè, nếu mà nói ra dáng chủ cả là có con Thơm đây nè, thấy chưa? Mặt người ta lúc nào cũng vui vẻ tươi cười như vậy á thì khách người ta mới vô mua. Còn cái mặt mà khó đăm đăm vậy á, ma nó vô mua. Để coi buôn bán sổ sách sao. Ơi gì, sổ con nghi tùm lum lắm, dì coi gì không hiểu đâu. Có gì dì hỏi con là được rồi. Lên mặt dữ ha. Dạ thôi, con xin phép về con về. Thơm, hả? Em lấy cái đó ở đâu vậy? Bên đây nè, em muốn ăn cái gì thì em vô trong á, chứ ngoài này người ta cơm hết trơn rồi. Giờ không thích, thích ăn trái này. Giờ nếu như không thích á, thì kiếm trái khác bỏ vô chỗ này đi. Ai ăn thì người đó tự đi kiếm bỏ vô lại chứ. Tôi không thích, chị không lấy thì thôi, tía là chị ráng chịu. Của tôi. Nè, chỗ này là chỗ buôn bán, mấy cái hàng này người ta cân hết rồi, muốn ăn thì lấy cái khác. Mận vậy mà cũng mận được nữa à, không thích. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà hai đứa ép con Thơm dữ vậy? Cái cửa hàng này là của mình mà, bây giờ nó muốn ăn một hai trái có mất mát gì đâu. Mà sao mấy đứa làm thấy ghê vậy? Đúng rồi. Vậy à, người mà có ý thức á, không bao giờ người ta mừng tầm bậy tầm bạ vậy đâu à. Ê cái con kia, mày nói vậy ý là mày đang sỉ nhục má con tao đúng không? Cái này kêu là cái con á hả? Chứ sao? Ê, bên này là lớn hơn bên đó nha. Ăn nói gì mà kỳ cục vậy nha. Kệ tao. Nè, còn bên này là lớn hơn bên đây nghe chưa? Mà ăn nói xả xả lên đầu tao, sống biết nhường nhịn gì hết vậy? Gì? Giờ em thấy con Thơm hả? Nó hổn với con trước, con mới chỉnh nó chứ bộ. Mày thấy chưa? Nói một mà anh trả treo tới mười, dễ sợ chưa? Đúng rồi, mất dạy. Ơi, thôi được rồi, đừng có cãi nữa. Nó mới nói chị mất dạy kìa. Đúng rồi, mất dạy, tí không có dạy hả? Trời nè ơi, người trong nhà không à, có gì thì từ từ nói. Tính chị Đào vậy thôi, chứ không có gì đâu. Tự nhiên cái gì cũng ầm ầm cãi lên cho được nữa. Thôi đi vô biến giùm cái đi. Đi đi. Chỗ người ta ăn đứng hoài à. Lấy thêm vài trái ăn đi con. Đúng rồi, nhà mình mà. Ủa cửa hàng, cửa hàng nhà. Đồ nít quỷ, mất dạy. Tao không để yên chuyện này đâu. Kêu kiệt dễ sợ luôn á. Tao nói hả, nhà giàu mà vậy hả, mốt nghèo mặt rệp. Không được, nghèo là má con mình nghèo luôn á. Ăn má. Bỏ vô đem về. Về rồi hả? Cái gì vậy? Bực mình chứ gì. Ông đó, ông dạy lại đám con của ông đi. Quỷ quá gì đâu không à. Tối ngày cứ lôi má con tôi ra, chửi xỏ chửi xiên, mắng này mắng nọ, bực bội à. Nó làm cái gì? Tía,
Chuyện là vậy nè, hồi nãy hả, chị Đào với lại chị Mận á, hùa nhau chửi hai má con quá trời luôn. Con á, cũng có lòng tự trọng của mình chứ, nói con cũng biết tổn thương sâu sắc chứ. Mà hả, con á, lúc nào cũng coi gia đình mình á, như là gia đình ruột rà hết. Mà hả, mọi người nói con là con riêng, con này con kia, con buồn chứ tía. Tôi nói chồng biết, nếu mà ông cảm thấy má con tôi ở trong cái nhà này thừa thải á, thì nói một tiếng đi. Tôi có lòng tự trọng mà, tôi sẵn sàng rời khỏi căn nhà này. Đừng có kêu đám con ông á, chửi tôi kiểu đó, tôi chịu không nổi đâu. Thôi mà, chuyện đâu còn có đó, làm cái gì mà rần rần à. Dạ thưa tía, thưa dì con mới về. Đào, con về đúng lúc đó. Vô đây tía hỏi chút. Thưa tía, con hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Có phải là chuyện hồi trưa không? Dạ thưa tía, chuyện hồi trưa có nghĩa là như vậy nè. Lúc đó con chuẩn bị giao hàng cho khách, thì con Thơm nhà mình á, nó cứ bốc trái cây hết chỗ này tới chỗ kia. Con sợ á, là ảnh hưởng kinh tế của nhà mình, cho nên con mới nhắc Thơm thôi, con không có ý gì hết á. Ủa, chứ mà hả, khi mà chị chửi hai má con tôi thì sao? Thưa tía, con mới chửi gì với em Thơm, mà tự nhiên gì với lại em Thơm tự nhận thôi à. Trời ơi, tôi rảnh quá tự nhiên tôi nhận. Mà trái cây tôi hỏi ông nè, nguyên một dừa mà, nó ăn có một hai trái, ảnh hưởng tới kinh tế, ông thấy có quá không? Thôi đi, để đó tôi lo. Đào à. Dạ. Làm gì thì làm, dì á như mẹ. Con có lỗi á, là con phải xin lỗi dì đi. Xin lỗi đi. Xin lỗi gì? Thôi, tôi không cần xin lỗi đâu. Miễn sao cho má con tôi sống yên trong nhà này là được rồi. Đừng xiên xỏ, má con tôi chịu không có nổi đâu. Đúng rồi á. Thưa tía, tôi về con xin phép vô trong. Đi giống như dằn mặt vậy đó. Bà sao bà câu mau quá. Con Thơm. Dạ. Vô phụ nó ăn với chị đi. Ủa sao con phải nấu ăn tía? Chứ nó dâng cho con ăn à. Vô đi. Chị Đào, tía nói là tôi xuống coi chị có cần cái gì tôi giúp chị cho đó. Có gì chị cứ nói đi, tôi làm cho. Lấy giùm chị con dao đi. Dạ. Nè chị. Trời, kêu lấy con dao bự bự kìa, chứ lấy con dao bé lớn vậy mừng được gì trời. Nè. Trời ơi, cưng nghĩ sao đi lấy con dao này vậy? Con dao á là phải con dao bự hơn nữa mới được. Nè, còn có hai con này à. Thôi để đây cho tôi đi. Thiệt tình luôn á, nghĩ sao cắt rau mà lấy hai con dao bị chà bá vậy bà. Vậy thôi đi, lấy giùm tôi cái tấm thớt đi bà. Trời ơi, lấy cái tấm thớt gì mà tấm thớt móc xì móc xịt à. Cái thớt này dục rồi, không có xài nữa. Chứ bây giờ lấy cái tấm thớt nào? Thì ở trong nhà có mấy cái tấm thớt á, kiếm tấm nào coi được á thì lấy. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Cái tấm này nó móc cũng đâu thua gì tấm kia đâu. Chứ bây giờ có hai tấm mà. Thôi mệt quá, để đây đi. Làm ơn làm phước lấy giùm tôi cái tô đi à. Tô nào vừa vừa nha nào. Ủa cô lấy tô hay cô đập đồ vậy?
giờ muốn lấy cái nào? Tôi yêu cầu là một cái tô này là được rồi. Yêu cầu cất hai cái tô này đi nha. Lấy cho tôi thêm mấy cái chén nữa đi. Xong rồi sẵn giò gạo nấu cơm luôn nha. Hả? Ơi, ơi, có nghe nói không vậy? Lấy giùm tôi mấy cái chén, sẵn giò gạo nấu cơm luôn. Nghe. Một, hai, ba cái. Trời ơi, nhà này bao nhiêu người mà lấy ba cái chén? Bộ tự có hai mẹ con cô ăn thôi hả? Còn Tía nè, còn tôi nè, còn Út Mận nè, còn Hai Lê nè. Rồi, để mấy cái chén này đi. Lấy cái khăn lau á, lau cho thiệt sạch. Xong rồi á hả, giò gạo nấu cơm đi. Tía đói bụng rồi đó. Chị không có làm gì, nãy giờ chị có lặt rau thôi mà chị lặt hoài vậy. Ủa, tại vì em nói là Tía kêu em xuống đây để phụ chị mà. Chị lặt rau thì mấy chuyện lặt vặt khác chị phải nhờ em chứ. Nè, không mấy em lặt rau đi, để chị nấu cơm cho. Không. Mà trời ơi, bây giờ làm cái gì quên rồi. Nè, bây giờ đi giò gạo hen. Xong rồi hen, đi nấu cơm hen. Xong rồi lau hết mấy cái chén. Xong rồi bài ra đi hen. Xong rồi lấy hết rau này nè, đem đi xào. Xong rồi lấy thịt trong tủ lạnh á, ra kho. Xong rồi á hả, cắt hết dưa leo cà chua này. Xong rồi lau hết cái nhà. Xong rồi lau hết đống chén, đống đũa trong nhà, trong cái tủ này nè. Lấy từng cái ra lau. Rồi nếu mà còn thời gian rảnh á, thì giặt hết thao đồ ngoài kia luôn. Vậy là giúp được chị rồi, cảm ơn em nha. Cái bà này kêu lấy ra rồi cuối cùng có xài gì đâu. Mà hồi đó giờ có biết nấu nướng gì đâu mà làm. Tao mừng á, cũng chỉ vì muốn lấy làm ông già thôi. Sau này mà tao được cưng á, thì mày biết tay tao. Uống trà đi. Cái gì vậy? Tôi buồn quá. Tôi thấy má con tôi ở trong căn nhà này hình như là bị dư thừa thì phải. Tôi nói thiệt với ông á, nếu không vì con Thơm, tôi không về đây ở đâu. Về đây ở để mấy đứa con của ông coi thường má con tôi quá. Bà đừng có suy nghĩ lung tung. Mới lúc đầu mọi người chưa hiểu nhau, từ từ nó hiểu rồi mọi chuyện nó qua hết à. Tôi nghĩ không phải đâu ông ơi. Chắc tại mấy đứa con của ông á, thấy má con tôi không có việc gì làm, rồi cứ ăn không ngồi rồi như vậy, cho nên tụi nó mới khi dễ. Nếu mà... Nếu mà cái gì? Phải chi á, mà má con tôi được tham gia quản lý cái công việc kinh doanh buôn bán của gia đình nhà này, thì có lẽ lúc đó má con tôi á mới được công nhận, mới được có tiếng nói của mình. Đúng không ông? Đau quá mày ơi, mang cái đuôi guốc này nó đau quá. Nãy giờ tao đi 80 vòng rồi đó. Đi đi đừng có nói nhiều, mày phải tập thành cho nó quen đi, cho cái đuôi guốc nó giống như là nằm ở trong chân của mày luôn, mày hiểu không? Vậy hả? Đuôi guốc nằm trong chân luôn hả? Bị trong sách người ta dạy mày phải đi đúng 3 giờ và luyện luyện trong 7-7-49 ngày thì mới thành công được. Xong rồi tận tao luôn. Đi nữa hả? Đi đi. Giờ mày muốn cua con đào không?
Muốn. Đau chân chứ gì? Ừ. Bây giờ mất chân hay là mất vợ, mày chọn cái nào? Cái nào cũng sót hết á. Trời ơi, tao nói thiệt với mày, mày phải làm sao cho ông Hai lợi thích mày. Ông coi mày như là trai nông dân. Mà cái bộ đồ này, đó hả, thấy không? Bộ đồ này chọn cho mày, thấy không? Vô liền luôn, y chang như là cái ông ba trên xóm này nè. Tao nói mày nghe nè, tao biết tiếng của Đào không có thích dân ở trên thành phố, và đặc biệt là không có thiện cảm với người Việt Kiều. Nhưng mà mày kêu tao là học cách làm người nông dân chính hiệu, rồi mặc mấy cái này và mang guốc đi ngoài đường, sao tao đi được, gặp người ta cười? Mà cái thời đại này là thời đại gì rồi? Nè, trong sách cuốn bí kíp của tao đã dặn rồi. Cuốn bí kíp để trở thành người nông dân của tao đã dặn rồi. Mày phải mặc giống gì nè? Mày phải đi cái tướng cần ngênh ngang giống như ông Hai Lợi vậy đó. Đó, như vậy mới là trai nông dân thứ thiệt chứ. Chứ đâu đâu không đâu mà chỉ mày. Nè, bây giờ mày phải với đôi guốc đó, mày phải đi vòng vòng cho tao, đi tới đi lui, rồi mày tập nhảy lên. Nhảy lên. Đúng rồi, mày nhảy lên. Giờ nào mày mệt quá mày nhảy không được thì mày búng. Búng lên. Búng lên. Đó, giờ nào cái chân của mày nó sưng bằng cái đùi của mày thì mày sẽ thành công. Vậy hả? Ừ. Thì không? Chính xác. Búng lên. Búng lên. Búng lên. Búng lên. Mạnh lên. Đào với Mận sắp qua rồi. Búng lên. Cái gì? Mày kêu Đào với Mận qua đây trong khi tao đang ăn mặc vậy với tập đi vậy hả? Trời ơi, vậy tại vì tao. Cái thằng đó tới kìa. Đào của mày, Mận của tao. Anh Bảnh. Anh Bảnh. Chào em. Dạ, con chào bác qua. Không phải bác. Ủa, sao bác búng cái tướng nhìn giống tía mình ở nhà quá em? Bởi vậy chắc muốn được cái tướng như tía mình. Nhon quá mà đó. Anh búng thì tốt lắm á. Búng vậy mà tía em mignon ơi là mignon luôn á. Mà bác, bữa nay cắt tóc màu đen quá mọi người. Trời ơi, nhuộm tóc nữa. Tóc đen dễ sợ. Búng vậy để cho nó tập liền. Nó tập liền. Cố lên. Cố lên. Cố lên bác. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Hay quá. Bác, sao vậy bác? Bác. Ủa?